Có một cái cô cũng mới nhắn cái tin nhắn với đó, những đứa đọc cho vị nghe đó. Cô nói là mỗi ngày cô đều bắt pháp những đức giảng cô nghe. Và có bữa đó cô quên cô không bắt. Thì bà ngoại của cô nhập vào mẹ cô nói rằng: mẹ ở trong cái cảnh giới của Atula, mà Atula là có phước báo thượng trung hạ, hạ là khổ dữ lắm. Cảnh giới Atula, quỷ Atula rất là khổ, khổ cực kỳ khổ, vì cái cảnh giới thiếu phước á, khổ lắm. Họ nói nóng bức vô cùng. Nhưng mà nhờ cái gia đình mỗi ngày bắt pháp, nghe pháp niệm Phật, nên họ nghe họ rất là vui, họ rất là mát mẻ, mà không phải riêng họ, mà có rất nhiều hương linh ở trong gia đình rất mát mẻ, rất mát mẻ. Nhập xác vô nói vậy đó quý vị. Và cái cô con gái này, gia đình chưa thờ ngôi Tam Bảo, và thỉnh một bộ tượng chùa đi để thờ tại gia luôn. Tại vì sao? Khi bà ngoại nhập vô mẹ nói như vậy, những đức nói rằng là tại gia đình mình nghe pháp niệm Phật tu tập mỗi ngày, quý vị biết rằng cái từ trường gia đình quý vị sẽ càng ngày càng rất là tốt, càng ngày càng rất là tốt. Cái này ai tin không tin mặc kệ người ta, mình tin. Những đức đã từng chia sẻ cái bài pháp mới đây nè. Cái phong thủy là chính mình phát ra, phong thủy là mình phát ra. Mà những đức đã từng ví dụ, ngày xưa những đức đi đến đây cách đây gần 10 năm, thì đây cũng là một hoàn cảnh chùa đã có sẵn. Ngày xưa đến đây nó đã có sẵn gì luôn nè. Nhưng quý vị biết rằng bước vào rất là buồn. Đây là 100%, có cô Chính đây, cô Chính vẫn biết điều này. Chính Hòa Thượng chúng ta cũng biết điều này, nó rất là buồn. Dù là cái hoàn cảnh của ngôi chùa, cái ngôi Dạ Lam mà cái chánh điện vẫn hùng vĩ, nhưng mà nó vẫn là buồn. Từ nơi những cái con người niệm Phật đến đây, rồi tự đôi tay con người từ phát tâm ra, đôi tay họ dọn dẹp, làm ra. Từ từ cái hoàn cảnh ở đây quý vị cũng là hoàn cảnh này, hoàn toàn thay đổi. Hãy tướng ra tâm sanh không? Đó. Nên có nhiều người, người ta không hiểu, người ta nghĩ rằng là bây giờ mua một mảnh đất thiệt là đẹp về phong thủy để họ chôn ông bà của họ, chưa chắc con cháu họ thịnh. Chôn ông bà nơi mảnh đất đó chưa chắc con cháu thịnh, mà là con cháu có đạo đức thì mới thịnh. Hiểu không? Ông bà có đạo đức, con cháu học theo đạo đức, tức khắc con cháu kế thừa từng đời thịnh là do cái đạo đức thịnh, chứ không phải là miếng đất này mà chôn ông bà mà thịnh. Nếu như mảnh đất này phong thủy rất đẹp, nhưng nếu con cháu làm điều sầm bậy, làm ác, hại người, không làm lợi ích cho mọi người, thì gia đạo này nó suy sụp, chứ không có thịnh. Nên một cái mảnh đất không tốt, không đẹp, nhưng mà con cháu lại có đạo đức, thì mảnh đất này, con người ở đó từ từ phong thủy sẽ tốt. Chắc chắn quý vị luôn phong thủy sẽ tốt. Tướng do tâm sanh mà quý vị. Nhưng mà rất là nhiều người, người ta trọng về hình ảnh, mà người ta không có phát tâm gì thật chắc. Nên quý vị coi bây giờ, ngày nay là ngày giỗ tổ Hùng Vương, chúng ta là con cháu, chúng ta chân thật, chúng ta tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, chúng ta đều khuyên nhau là cái tâm mình phải thiện. Vì quý vị biết rằng là cái nhân quả rõ ràng, tâm quý vị vừa thiện thôi là quý vị đã có được cái niềm vui của nội tâm rồi. Tâm quý vị vừa bất thiện thôi là quý vị đã thấy cái bất an của nội tâm quý vị rồi, 100% luôn. Đúng không? Bây giờ những đức nói cho quý vị nghe nè, những đức mua quà tặng cho người ta trong lòng những đức đã thấy vui. Mà bây giờ những đức nghĩ những đức phải tìm cách gì để móc túi người ta thì những đức đã cảm thấy bất an rồi. Nó thật luôn á, cảm thấy bất an liền. Bây giờ quý vị đi hỏi tất cả những người ăn trộm đi. Phải cái thằng ăn trộm thằng nào tim cũng đập mạnh không? Đa phần những cái thằng ăn trộm này tương lai về sau nó đều bị bệnh tim hết. Tại vì quý vị nó rất là sợ, nó rất là lo quý vị. Đúng không? Con người mình mà có khi mà mới đi ăn trộm lần đầu tiên mình sức mồ hôi hột đó, phải đi tìm hiểu về sức mồ hôi hột luôn, tại vì nó sợ, rất lo. Nhưng mà lâu ngày nó thành quân tập một cái nghiệp, nên nó quen. Quân tập cái nghiệp thành quen đó. Nên điều đó quý vị chỉ cần định lực nhân quả này quý vị nhận thức thôi, thì cái tâm quý vị vừa nghĩ là quý vị, những đức nói nghe một cái buổi giảng, quý vị chỉ cần có tâm hại người, cái tâm chăm chích người ta nghe, quý vị tức khắc nặng nề về nội tâm liền. Nặng nề về nội tâm mà giảng xong rất là mệt. Nhưng mà nếu quý vị mà không có một cái tâm hại người, không có tâm ác ý với ai, quý vị biết rằng quý vị rất là an lạc, rất là an lạc luôn. Vậy thì cái từ trường này là ai con người, người ta cũng cảm giác an lạc. Bây giờ những đức nói với quý vị nghe, cái ngày nay
Cái ngày mà Dỗ Tổ Hùng Vương những đức giảng, những đức cũng không muốn giảng mà kiểu mà quá vui đó. Thì quý vị biết cái người ngồi ở dưới, ngồi ở dưới tuốt ở dưới, những đức nhìn thấy họ có cảm giác bị mỏi mệt một chút. Còn cái ngày Chủ Nhật quý vị biết người ta hưng khởi cỡ nào chưa? Thì mình biết căn tính chúng sanh liền. Đó, thấy không? Biết căn tính chúng sanh liền. Đó, nên nhiều người họ không hiểu quý vị ơi. À, họ không hiểu, họ cứ cho rằng là, họ cho rằng là cái hình ảnh mà thanh tịnh ở bên ngoài không chắc ăn đâu. Tại vì sao? Nó ngủ gà, ngủ gặt, mặt bài xanh lè, xanh lét hết trơn mà. Bây giờ ngon lạnh gì? Quý vị coi bây giờ ngồi ở đây mà thử ai mà ngủ gục đi, quý vị quay lại phim lại đi. Nhận đức mà lấy tất cả những cái phim ảnh mà quay lại, tất cả loại hình ảnh nhận đức đều tổng kết để nhìn nhận mà. Cô nào mà nghe pháp mà bà vui thì mặt bà còn quay lên còn có được. Còn bà nào mà nghe pháp mà gì thì thôi bỏ phim luôn. Vậy nè. Máy quay phim nó còn xài được là may. Tưởng đâu máy cháy là phim nó hoàn toàn không có để vào phim làm được quý vị. Bây giờ ai mà đưa bộ mặt ta lên diện chi tội nghiệp người ta. Nó mấy bà mà vui vẻ rồi thì người ta đưa lên, chứ bây giờ bà nào mà nào ngồi nghe pháp mà còn khi bất cười, bất cười gì nè, cũng không lấy được đâu quý vị. À, thấy chưa? Ví dụ như nhiều người mà đang quý vị khi nằm ngủ thì nhìn đi cũng dễ thương, cũng đẹp, tại vì được ngủ. Còn cái kiểu mà nó ngồi mà không cho nó ngủ á, mà nó buồn ngủ á, mà nó không được vui, cái mặt nó chảy quý vị. Ừ, ví dụ như cái mặt bình thường vậy đi, nó xăng nè, xăng, nhưng mà thử nó buồn ngủ đi. Nó chảy nó ghê không? Nó chảy ra quý vị ơi, dù có đẹp gì đẹp nghe mà thấy ghê lắm quý vị. Nó mà nếu mà người ta được ngủ nhìn người ta cũng vẫn dễ thương, nhưng mà cái kiểu mà nó lỡ lỡ á, buồn ngủ mà không cho ngủ mà nó ngồi đó, nó lỡ lỡ rồi. Thôi thanh tịnh cái này tôi không ham, cái này gọi là lạnh lẽo. Thanh tịnh gì nó lạnh lẽo quý vị. Nên cái người tu mình bây giờ quý vị đừng có dùng cái câu thanh tịnh là nó im re. Thôi không im re nổi đâu quý vị ơi. Im re nó ngủ hết trơn quý vị ơi. Nhất là cái giờ này nè. Cái giờ này là cái giờ buồn ngủ lắm quý vị. Đó. Nên nó phải sống động chút. Thấy không? Sống động nó phải vui. Nó có những lúc nó im điềm chút, nhưng mà có những lúc phải sống động lên để nó làm cho những người tỉnh táo lên. Mà những đức giảng tới đoạn này, cái người phía sau thấy họ dung dai nha, nó tung tăng lên quý vị. Còn nãy mà im ngồi phía sau là có nhiều cô mà ngồi mình nhìn xuống phải bả la mặt vậy nè, bả nghiêng bên chút, bả nghinh mình quý vị, làm vậy nè. Cái chú ba mỏi bên đây, cái ba đưa bên đây. Kinh khủng chưa? Đó. Không mà ngồi đây mình quan sát căn tính mình đó. Quan sát cái căn tính rõ ràng luôn. Đó, nên mỗi một con người sống trong cuộc đời này quý vị, người ta nhìn quý vị là người ta ngưỡng mộ quý vị ngay cái gì? Vì lúc nào cũng vui chứ ha. Đó, ngưỡng mộ. Đó, nên quý vị ơi, bây giờ mỗi người mình mỗi lần đi chùa là cái tâm mình cứ nghĩ rằng con nguyện cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, cầu nguyện cho ông bà tổ tiên được siêu thoát. Ồ, người ta cảm ơn biết bao nhiêu mà nói, cảm ơn mình biết bao nhiêu mà nói. Thật sự luôn, niệm Phật dù có 20 phút 40 phút vậy thôi chứ không đơn giản đâu, vì số lượng quá đông người, đức chúng như biển cả mênh mông, giờ thêm là những người mang nghiệp phá thai. Giống như có cái chú đó hỏi những đức, dạ thưa thầy, khi mà đọc cái bài hồi hướng mà cho cái người mắc á, mà hương linh thai nhi đọc hồi hướng là nó có dính dáng gì đâu thầy,
tội nghiệp họ thôi, dính dáng cái gì trong đó, đặt vấn đề gì cho nó mệt thiệt. Tội nghiệp Hương Linh thai nhi, bây giờ mình lớn đây mình chết mình làm cô hồn còn thấy tội nghiệp, không chỉ là con nít nhỏ xíu xíu nó chết mà nó chưa xíu thì nó còn tội nghiệp cỡ nào. Bây giờ mình cũng đọc mình hồi hướng các cháu. Bây giờ thí dụ như bây giờ đi, mình khen ai mình nói tên người ta cái người ta thấy cũng mừng. Còn thí dụ như mà khi mà cho cái gì mà người ta cũng đang chờ coi có tên người ta trong đó không, đúng không quý vị? Nó dương gian âm phủ đồng một lý, nên mình đọc cho người ta nghe một cái vậy thôi người ta cũng cảm thấy mừng. Quý vị không nghe Nhật Đức nói câu lúc trước có một lần những đức mà cái bữa chủ nhật mà khi những đức quên cái hồi hướng Hương Linh thai nhi, vậy mà buổi trưa đó những đức lên những đức ngủ, vậy mà các cháu lỡ nói thầy ơi thầy bữa nay thầy quên con, ghê chưa? Nó nghĩa là các cháu đến nó là bữa nay thầy quên con, nó rõ ràng chưa? Ai cũng thích được cái nghe cái tên mình, không chỉ là các cháu là cô hồn cô đơn, một linh hồn cô đơn buồn, mà quý vị bây giờ quý vị nói đến Hương Linh thai nhi là các cháu thấy ô thầy nhắc mình kia, nhắc đó, Hương Linh thai nhi là ô thầy nhắc mình kia, nhắc tới chiến sĩ Trận Vong, à thầy không nhắc mình kìa. Dù mình tán thán bây giờ họ là những người anh hùng vì đất nước mà họ hy sinh, họ giữ cho cái cuộc sống bình yên cho bao nhiêu con người này. Sự hy sinh của họ quý vị biết, ngày xưa người ta dám hy sinh, người ta dám chết, người ta dám mà có thể làm những việc mà đáng sợ là gì, người ta nghĩ gì cái con người mình bây giờ này. Nên quý vị coi mà cái trận đánh mà Điện Biên Phủ mà gọi là chấn động năm châu đâu có điện đơn giản. Con người ta quý vị biết chết biết bao nhiêu mà nói chưa. Một dân tộc nhỏ bé mà lại đánh thắng một cái đất nước quá lớn, ảnh hưởng kinh khủng luôn. Quý vị biết bao nhiêu con người nằm xuống chứ, chúng ta mới được ngồi bình yên gì. Nên chúng ta là người Phật tử, nên trong nhà Phật vẫn có năm ơn, có cái ơn đất nước nằm bên trong. Đúng không? Bây giờ người ta khi chết là cục tay cục chân hết trơn, nhưng mà linh thức ta vẫn còn. Mình nói tới cái sự công ơn của người ta, người ta trong lòng người ta hưng khởi, người ta vui, người ta cảm ơn mình dữ lắm. Vì mình tưởng nhớ đến người ta. Nói đến này vì có thấy gần ốc người không? Biết bao nhiêu mà nói chưa? Mà ở đây là khu vực rừng sát ngày xưa nè. Đó. Quý vị biết nơi này mà có ngôi chùa gì, mỗi ngày lời kính tiếng kệ niệm Phật, người ta lợi ích biết bao nhiêu mà nói âm siêu thì dương lợi. Một số người, người ta có khi người ta không biết đâu quý vị. Quý vị biết rằng là cái khu vực Phú Mỹ này nè là cái địa điểm mà nói là làm ăn rất thịnh, rất tốt. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng, ngày nói rằng cái nơi nào mà có đạo tràng niệm Phật là cách xa khoảng 100 dặm người ta nhờ lớn. 100 dặm sức ảnh hưởng lan tỏa xa như vậy, không đơn giản đâu. Còn nếu mà cái sức mà mấy cái đạo tràng này mà niệm Phật ngày đêm 4 thờ 6 thờ niệm Phật xuyên suốt, cái sức ảnh hưởng này nó quá giải bớt cái kiếp nạn nhân sinh, bớt nhiều lắm đó quý vị. Giỡn đâu. Bây giờ mà nhà Đức phát động ra cái chuyện cho quý vị thỉnh tượng Phật tại gia đình, thờ tượng Phật rồi mỗi gia đình đều tu, nó rải khắp nơi ở cái nước mình. Bây giờ tượng Phật mà từ từ tới nè, mỗi lần mà cô Thí ở ngoài miền ngoài Hà Nội, cô tổ chức lễ viếng Quan Âm, là những đức nói rằng cô thuê một chiếc xe tải to to đi, tiền xe mấy cô trả. Ngoài đó tự hùng tiền lỡ thuê xe, tượng Phật như đức có thể tặng vài trăm bộ được, đem về bên ngoài đó rồi phổ biến tượng Phật tặng người ta. Rồi ở đây nhà Đức có tặng máy niệm Phật, nhà Đức sẽ tặng đưa cho, ra ngoài đó tặng cho bà con ở miền ngoài.
bà con miền ngoài. Đây là cái phát động chương trình luôn đó quý vị. Những Đức mong cho mỗi một gia đình có thờ Phật. Vì nếu như mỗi một gia đình mà thờ Phật thì mỗi gia đình sẽ niệm Phật. Mà mỗi một gia đình niệm Phật thì nó phát cái từ trường này, nó bao, giống như sống nó bao trùm luôn quý vị. Sống bao trùm luôn á, có giỡn đâu. Nên Đại Lão Hòa Thượng Đức Công này nói rằng là nhận tổ quy tông mà nương tựa Di Đà. Như Đức nói thêm câu là Di Đà công năng thù thắng. Đúng không? Nên từ nơi đó mà cái việc mà Những Đức mà đưa lên cái chuyện mà gia đình thờ Phật Bồ Tát này quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Chúng ta sống trong cái cõi này nhiều kiếp nạn, ai biết được. Như cái mùa dịch quý vị thấy chưa, cái mùa dịch là quý vị là người là nhận thức sâu sắc nhất, cực kỳ sâu sắc. Hãy bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ cái mùa dịch. Cái mùa dịch quý vị không đi đâu được, đi ở một nơi. Và có những cái trở ngại mà chính trong gia đình quý vị có sẵn luôn, là bản thân quý vị phải giải quyết liền, chứ không có đi tìm ở đâu chứ. Dù là mình đi đến chùa quanh năm, nhưng mà có những lúc bất chợt trong gia đình quý vị phải có ngồi tam bảo. Phải có ngồi tam bảo. Rất là nhiều Phật tử gặp Nhân Đức nói: thầy ơi, lúc trước chàng ơi, con nghe người này người kia giảng, cuối cùng trong cái mùa dịch thầy biết rằng là con đơ luôn, chịu thua luôn, bây giờ không giải quyết được vấn đề luôn, nghe không còn vô nổi luôn. Nhưng mà những cái điều thầy giảng nó làm cho con hưng khởi tâm lên, nó làm mình hưng khởi lên. Chỉ có hướng dẫn ngay chỗ là không sợ, tại vì tin vào nhân quả, không sợ, làm cho ta phấn chấn tâm trí nó lên. Bây giờ Những Đức nói cho quý vị nghe, con người khi mà sợ hãi tức khắc con người chúng ta nó sẽ mất đi ý chí liền quý vị, không còn bình tĩnh nữa. Nên con người cần phải những giây phút đáng sợ nhất chúng ta phải giữ bình tĩnh. Mà con người này mà rèn được là cuối của đời vì là chắc chắn tỉnh táo niệm Phật giảng sanh. Chắc chắn luôn á. Đó. Nên mỗi một con người phải cực kỳ giữ cái tâm bình tĩnh. Quý vị nhớ trong cái cuộc đời này chúng ta dù có sự nghiệp, có của cải gì, nhưng bất chợt sẽ mất. Chúng ta luôn luôn nghĩ vậy đi, vì không có ai mà cầm hoài được cái gì. Nó bất chợt sẽ mất. Và chính bản thân Những Đức cũng luôn luôn tính cái chuyện, dù bây giờ bao nhiêu người quý mến mình, nhưng Những Đức đều là tính cái chuyện một ngày nào bao nhiêu người sẽ trở mặt với mình. Tính vậy đi quý vị. Đó. Bản thân mình sẽ không bị hụt hẳn quý vị, không bị hụt hẳn. Ngày xưa Những Đức trên kia 5 năm, Những Đức cũng tâm huyết ghê. Mà Những Đức thường nói câu nói gì? Bất cứ lúc nào thầy kêu tôi nghỉ quan chúng, tôi sẽ nghỉ liền. Rõ ràng một khoát bất chợt luôn, rất là bất chợt, không cần báo cho quý vị biết gì, chứ báo thì còn nói gì nữa. Bất chợt luôn, tự nhiên họp lại một phát, chú nghỉ đi, rồi xong buông xuống hết, nghỉ. Không đơn giản đâu quý vị à. Nếu như mà một người bình thường khác không có chủ trương nha, quý vị sẽ bị hụt hẳn. Và không khéo quý vị lại mang một cái tâm là chúng ta phải đấu đá. Vì dù là ở trong nơi người ta, nhưng mà mình có cách, chứ không phải chuyện giỡn. Nhưng mà mình à được, mình đã nói rồi mình phải làm chứ. Nghĩ thì nghĩ. Rồi xong xuống khu chuyên tu một phát là giống như đóng cửa ở trong nhà đó quý vị, không làm gì nữa hết. Xuống tới nơi đó một phát là xét vỏ, còn có cắt nào cầm theo không. Là quý vị 5 năm quý vị không có một cắt gì hết trơn. Tại vì vô đó quy tắc xét vỏ, cả tôi cũng bị luôn. Trong khi tôi cầm hết, xuống nó xét coi có cắt nào không, có một cắt luôn. Rồi vô khu chuyên tu đóng cửa lại, rồi bản thân bạn trở lại từ đầu, đi phụ bếp, đi trồng rau này kia đồ, như khu chuyên tu. Là bắt đầu lương tâm Nhà Đức nói thôi, làm bao nhiêu việc rồi bây giờ đến lúc mình nghỉ ngơi khỏe chứ có gì đâu. Những Đức thành công là nhờ cái tâm Những Đức vậy đó quý vị à, nhờ vậy đó. Xong rồi bắt đầu là buổi sáng đang tu, đùng một phát hợp một cái rồi đi xuống dưới đây đi. Thì cái nó quay mình ba quận, nó không đơn giản đâu quý vị. Từ một người đang có quá trời luôn, buông một cái không còn một cái gì luôn, buông một cái đưa đi cũng không biết đi về đâu luôn. Đó quý vị thấy nó không đơn giản đâu. Nên từ nơi đó mà Những Đức là gì? Người chịu thích nghi. Chịu thích nghi, nhìn được sự việc của nó. Chúng ta nó thật sự nó không phải hay ho gì, mà người ta đều rèn mình hết thôi. Nhưng mà không đơn giản đâu, rèn kiểu đó không đơn giản đâu quý vị. Đó. Bức á,
Nên cái được của ngày hôm nay, nhiều người không có biết được cái ngày xưa nó làm sao đâu. Không có biết được cái ngày xưa nó làm sao đâu quý vị. Nếu như mà ngày xưa những đức này mà bước ra đời thì bây giờ tên tuổi đó có ai biết đến đâu? Có ai biết được tại sao mày đi ra đời không? Nó, tại vì nó dễ ra đời lắm đó quý vị. Đi xuống đây tiếp tục thêm một cái sự rèn luyện nữa. Thì bị biết hòa thượng mình rèn luyện cỡ nào rồi. Thờ đó bao nhiêu người đi. Nó, thì nếu mà ai mà không có tâm quyết thì hoàn toàn sẽ đi. Chắc chắn luôn. Tiền không có. Hoàn cảnh thì có sẵn nhưng mà mỗi ngày sống làm sao? Không đơn giản. Một người đàn ông mà. Nếu như mà mình cái gì mình cũng từ khi là anh em với nhau, hiểu. Còn nếu như mà người ta đã đưa mình đi xuống đây mà trên kia cũng đang vậy nữa, không lẽ mỗi cái quý vị điện thoại cho người ta, quý vị kêu đưa gỡ tiền xuống cho mình? Không phải ai mình cũng kêu người ta gỡ tiền đâu. Như những đức ở trong chùa thì mấy anh em mấy ông gặp những đức, ông kêu dễ lắm, tại vì ông hiểu tính những đức quá rồi. Con người những đức rất là bô lô bô la, rất là rộng rãi, nó không có đặt vấn đề gì hết trơn. Con người những đức là như vậy đấy. Nhưng mà có những con người quý vị sẽ không bao giờ mở miệng được 100% quý vị luôn. Vì sao? Vì bị sống gần không hiểu nữa thôi. Có những con người quý vị tin chắc 100% cho quý vị biết, họ chỉ có bòn nhiều mà họ đưa ra rất khó. Rất khó luôn. Nó mạnh dạn một câu quý vị, những đức ở đây mà không có tiền, những đức không dám xin ai luôn. Hiểu chưa? Vì sao? Vì mỗi người có tính khác nhau. Còn riêng những đức chỉ cần có tiền là mấy anh em thoải mái xin. Không có lý do gì, tại vì con người những đức, quý vị biết không, những đức còn mở lờ nữa chứ đừng có nói mà. Những đức đi mở lờ không, mở lờ là mấy anh em cái gì mấy anh em nói rõ ràng, cái gì cứ nói đi, cái gì có là nói đi, cứ nói đi. Những đức không bao giờ đi than. Còn nhiều người, người ta dùng cái cách mà là người ta phải than trước mặt mình để bản thân mình phải dè dặt, đừng xài. Mà người ta đã than rồi sao mình dám xin? Cái người than sao mình dám xin? Bây giờ như đức hỏi quý vị, vì sống với người chồng mà chồng quý vị lúc nào nó cũng nói lúc này làm ăn khó, lúc này không có tiền, vì dám xin tiền cho cha mẹ vì không? Nhưng mà nếu thằng chồng quý vị nó hiểu biết thì nó nói một câu: anh thấy gia đình bên mẹ cha hơi khó, em coi lấy chút đỉnh tiền gửi cho cha mẹ, qua bển coi cha mẹ làm sao, đưa cha mẹ đi, gia đình mình cũng không đến nỗi đâu em, cứ lo cho ba mẹ. Trời ơi, mình mà gặp người chồng như mình thương. Thương cỡ nào quý vị? Nào. Xin thưa quý vị nè, những đức là con người rất khó xin tiền người khác. Nên những đức cũng không muốn ai khó xin tiền những đức. Tại vì mình hiểu điều này, mình rất khó xin tiền người khác. Không thể nào mở miệng xin tiền người khác được. Vậy thì mình đừng bao giờ để cho người ta phải khó xin tiền mình. Đây là 100% luôn. Đây là những câu cực kỳ quan trọng luôn mà quý vị sống trong cuộc đời này. Quý vị đừng nên bao giờ nói câu là tôi phải nói cái gì, tôi phải dọ tới dọ lui để đừng có xin. Vì làm vậy người ta nặng căng lắm. Bây giờ mấy anh em mấy ông có tiền đâu, thì mình đã đưa mấy ông nuôi người già, thì bây giờ mấy ông xin cái gì, mình đi nói khó khăn làm gì. Vậy cho nói đúng một câu thôi: làm cái gì nên tính cho kỹ. Đúng câu vậy thôi. Ở bên đây một chỗ vậy đó, bên kia điện qua: thầy ơi, chiếc xe hồi sáng nó chạy, cái cây nó đâm vô bể bánh, thì thay đi. Bà cụ sáng té gãy chân, đi bó bột đi. Rồi bà cụ kia bà vô nhảy sinh mà bà gặn không ra. Những đứa nó thì làm cách nào cho bà gặn ra? Những đứa nói thiệt chứ, những đứa ở đây một chỗ mà thì mấy ổng cũng điện thoại cho mấy chú cầm điện thoại vô. Chứ nếu những đứa mà cầm chiếc điện thoại thì thôi liên tục. Nên từ nơi đó mà quý vị biết. Có bao giờ mà vì thì hỏi hết tất cả các anh em trong chùa đi, có bao giờ mà nói một tiếng gì mà nói là với mấy cô nấu ăn đi, nói là thầy ơi giờ con muốn nấu cái này cho các cụ ăn, thấy ba thèm. Lúc này kẹt lắm. Trước ngôi tam bảo chưa bao giờ những đức nói một câu này luôn. Những đức nói một câu đúng một câu gì nè: ăn thì cứ ăn, đừng bỏ. Thì hỏi tất cả các cô trong chùa đi, phải không? Đúng dặn một câu: ăn thì ăn, đừng bỏ. Khi ăn thì ăn cho ngon, đừng nên nhìn bánh mà nhìn bằng cách này.
Nhưng Đức không đồng ý điều đó quý vị. Vì cái của người ta cúng dường, ăn là phải ăn ngon, chứ đừng nên ăn mà mình chề môi chề mỏ bằng cách là dư thừa, thừa thải, đừng có tâm đó. Nhưng Đức chỉ dặn đúng vậy thôi. Nhưng Đức nói ăn thì ăn, đừng bỏ. Nên trong lòng những Đức nói thiệt quý vị biết, những Đức luôn 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 là chuẩn bị cái việc gì. Bản thân những Đức không bao giờ đi xin tiền ai được, tại vì mình hiểu cái tính mình rồi, không có xin tiền ai chứ. Nếu mà đói quá thì chắc là ngắt rau luộc ăn thôi. Mở miệng mà nói xin tiền người ta nó rất là khó quý vị ơi. Biết người ta có tiền hay không mà xin. Mà cái kiểu mà xin mà nói lúc này kẹt lắm, mà đưa cái kiểu mà rít 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 thì thôi, với cái tính mình chắc là thôi, tôi khỏi luôn đi. Nha quý vị, nó thật luôn á. Tại vì mình, cái tính mình nó thật sự. Ngày xưa dù nghèo, nó cũng là chơi xả láng, sáng có gian mấy cài gì. Quen tặc rồi quý vị. Không, như thế nói thiệt, như thế ngoài đời ngày xưa là vậy đó. Nó nghĩa là chơi xả láng, sáng có gian mấy cài gì. Nên những Đức nói là cả đời những Đức nó không khổ vì danh lợi quý vị. Vì những Đức suy nghĩ rằng bản thân những Đức có danh lợi gì đâu mà những Đức khổ với nó. Cái gì đâu mà khổ với nó quý vị. Đó. Quý vị sống mà cứ gì đi là cuộc đời quý vị đặc biệt lắm. Tuyệt vời lắm. Dù mình chồng mình làm chức này chức nọ, nhưng bản thân mình sống bình dị, người ta mới thương. Chứ mình mà đừng có nói mà làm ông này bà nọ, mà mình đi về quê mình kinh cái mặt, tao ghét lắm á. Mình sống gì nó không có khôn đâu quý vị. Mình bình thường đi người ta sẽ thương mình đó. Nên những Đức cho mấy thầy mấy chú trong chùa mà mấy ổng đi nấu ăn là những Đức đang tạo cơ ngơ cho mấy ổng để tương lai mấy ổng có gạo ăn á. Bây giờ những Đức hỏi quý vị nè, tâm lý nè. Vì lại chùa mà gặp ông thầy ông nấu cơm, quý vị thấy tội nghiệp không? Thấy thầy nấu ăn thì tội nghiệp không? Thấy ông thầy mồ hôi mồ kê đổ ướt mình thì tội nghiệp không? Không, mà những Đức có khi cũng xạo. Xạo cái gì? Khi mà những Đức đang nấu ăn, những Đức biết Phật tử ta đang đứng nhìn. Xong thật sự thì chưa đổ mồ hôi đâu quý vị. Mà những Đức lấy tay để làm nè. Người ta thấy tội nghiệp quý vị không? Thấy thương. Rồi cuối cùng người ta lợi, người ta cúng. Đột phá vào nội tâm người ta quý vị. Thật sự thì quý vị biết rằng cũng mua bánh cho các cụ ăn thôi, có gì đâu. Nên có người gặp những Đức hỏi, dạ thưa thầy, thầy con thấy thầy bây giờ có điều kiện, có danh, có lợi, thầy có tham không? Những Đức nói tham dữ lắm, quá trời tham luôn. Có người hỏi những Đức, họ lớn hỏi quý vị, hỏi thầy còn sân si không? Nói quá trời sân si luôn. Hai điểm này là cái đặc sắc của quý vị sống trong cuộc đời này. Nếu như quý vị là người học Phật đạt tới một trình độ nào mà quý vị lại nói câu rằng là tôi không tham, tôi không sân, không si, quý vị sẽ bị nó áp đặt mình. Áp đặt mình đó quý vị. Đó. Nghĩa là mấy anh em làm việc chung trong chùa, họ hỏi như Đức, chúng con làm việc gì, thầy có nghi ngờ như Đức nói, nghi dữ lắm. Tự mà ngồi suy nghĩ thôi. Đó, nghi dữ lắm. Có lần ngồi với một cái vị này, ông nói một câu này nè, khi ông nói chuyện với thầy ông, những Đức vừa phải ngồi suy nghĩ nghe, nói chuyện với thầy ông thì ông nói, cái ông thầy của ông nói vậy nè, thầy ơi, sao thầy sống vô tình quê, thầy chơi gì mà dắt chanh bỏ vỏ không? Thì ông thầy ông nói một câu gì nè, thì nặng chanh dùng nước chứ vỏ lấy làm chi mà không bỏ mày. Những Đức về với suy nghĩ đó quý vị. Những Đức nói câu này công nhận hay. Câu này là thật sự mới có công phu. Họ thích nói thì sao thì họ cứ nói đi. Thì mình, nếu không mình sẽ đi tính toán với họ câu nói đó. Sau này họ sẽ đặt vấn đề với mình. Con người ta thường bị một cái bệnh là gì? Nó nói mình, có nghĩa là mình nói mình buông xả. Nên nó bắt buộc mình phải buông xả. Và có những chuyện là vì người ta nó cũng kêu mình buông xả nữa. Nên chúng ta cứ là còn tham, còn sân, còn si. Để giữ căn nào xử căn này. Rất là hay quý vị.
Nên cái đạo Phật rất là trí tuệ nghe quý vị. Những đức nói a à, thì ra vị này tu nhiều năm mà tại sao ông nói câu này, vì trả lại cho mày câu đó đó, với căn tính của mày là hưởng câu đó đó. Vì bây giờ nếu mà nói mày nói về chanh thôi, tao ăn nói chuyện khác. Nếu mà nói về nhân quả thôi, bây giờ thì trái chanh nặng ra nước thì dùng nước, chứ bây giờ quý vị lấy cái vỏ làm gì? Chiếc chanh bỏ vỏ thì đúng rồi. Còn nếu như quý vị dùng một con người mà con người này chân thật thì bị dùng, con người này không chân thật thì chúng ta chia tay thôi chứ gì sao? Công nhận không? Đó. Còn nếu quý vị nói người ta vô tình, quý vị đừng nên nói câu đó. Tại vì quý vị vô tình với người ta mà kêu người ta hữu tình với quý vị sao được? Nó nên Khổng Lão Vô Tử ngày nói á, lấy ơn đền ơn. Nghe không? Không có lấy quán đền quán, nhưng mà lấy sự chánh trực để đến với quán thù. Nó trong nhà Phật thì nói là hãy tin nhân quả. Bạn gieo nhân vậy bạn gặt quả vậy thôi. Bạn sống vô tình vô nghĩa thì bạn chịu chứ sao bây giờ? Đó, khi hiểu được nguyên lý này thì ra quý vị ơi, học Phật đừng bao giờ mình nói mình buông xả cái gì quá đáng. Nếu như mình gặp cái chuyện một số nơi mà chấp thì mình chấp đi. Một số nơi mà tham thì cần tham thì tham đi. Tham để độ sanh thì phải tham. Chấp để độ sanh thì phải chấp. Săn để độ sanh thì phải săn. Ngu si để độ sanh thì ngu si. Thì áp dụng vậy đi thì rất là hay luôn. Đúng không? Chỉ cần niệm niệm quý vị vì người ta thì biết làm gì là đúng, không có sai. Còn nếu như chỉ có cái vì mình là quý vị hoàn toàn sai. Vì mình thì là sai, nếu vì người ta thì là đúng. Đó. Nên hồi tối những đức họ bên kia với mấy anh em, những đức nói bây giờ tôi phát tâm ra. Phát tâm gì? Tôi nghi ngờ dữ lắm. Tôi giao cho ai là tôi phải nghi ngờ dữ lắm. Mình có nghi không kể mình. Thấy không? Làm không phải là tôi không cho làm, tôi bán gì đó vì người quý vị. Còn nếu như quý vị nói bây giờ cái cơn ngơ tạo ra buông xả, bỏ đại bỏ càng cho mấy bà già bác khổ, mình nói phải tin sâu nhân quả. Tuy là tin sâu nhân quả nhưng chúng ta phải gieo nhân nhiệt tình thì quả nó mới chân thật. Hiểu không? Chứ không phải tin sâu nhân quả để cho bản thân chúng ta phi đâu. Không phải là chúng ta nói chùa có hộ pháp thì chúng ta bắt cần coi chùa đâu. Hộ pháp đâu có thể nào rảnh rỗi mỗi ngày đi giải quyết vấn đề con người ở đây. Mà con người ở đây thì tự giải quyết ở đây đi. Chừng nào bị giải quyết đến mức mà cực lực rồi mà bị làm không nổi thì lúc đó hộ pháp ra tay. Đúng không? Vì tin vào Phật Bồ Tát, vì niệm Phật đâu phải là nằm trời sung rụng hả cái miệng ra. Rớt tôi đi con. Rớt qua bên, nó hồng rớt cái miệng tao mới ăn. Trời sung rụng không có cửa đó đâu. Hiểu không? Tại vì mình học Phật là mình đem cái tư tưởng của Phật để áp dụng vào mình, để bản thân mình phải làm những chuyện đó. Chứ đâu phải là mình tin Phật là Phật đem cơm lên cho mình ăn, đem gạo cho mình ăn. Mà bản thân mình phải nỗ lực cực lực hết mình thì mới cảm hóa với người ta. Cái này quan trọng nha quý vị. Cái quan trọng cực kỳ luôn là Phật cảm Phật, Bồ Tát cảm Bồ Tát, A-la-hán cảm A-la-hán, Tổ sư cảm Tổ sư, còn con người mình cảm chứ con người mình. Hiểu không? Mà lấy tư tưởng của Phật Bồ Tát để áp dụng vào con người mình, để áp dụng rồi chân thật làm rồi thì cảm với con người người ta có cảm có ứng với nhau. Chứ bây giờ mình nói mình tin Phật, mình nằm đó mình đợi Phật đem đến cho mình. Bản thân mình phải làm một cái gì đó chứ. Đâu thể nào làm biến được quý vị. Đó. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi. Bây giờ những đức mỗi ngày quý vị đi đến đây là những đức sẽ lo lương thực cho quý vị để dùng trong cái khi vị lại đi tu. Thì quý vị phải đem lương thực lên đây, những đức nấu lương thực chứ. Đúng quý vị. Cái này rất rõ ràng luôn. Nó. Bây giờ ông thầy ông tổ chức chương trình mấy chục ngàn con người ta. Thì bây giờ quý vị có mấy chục ngàn con người ta này, ông thầy lấy ở đâu mà cho người ta ăn? Thì người ta đem lại cái công, người ta đem lại, còn mình là người tạo ra lương thực đó để cho người ta ăn. Quá phù hợp chứ sao? Nó. Nên từ nơi đó mà rất là xác thực. Cái cuộc sống tu hành vậy quý vị rất là an lạc. Còn người ta nói mình, ông chấp nhất, à tôi chấp dữ lắm mày ơi. Tôi ham tiền, à tao ham tiền chứ làm sao? Nó, ủa sao ông kỳ vậy? Ông là thầy tu cạo đầu rồi mà còn ham tiền. Tao cạo cái đầu chứ tâm tao chưa cạo mày.
được không? Mày thích sao cũng được chứ nha, nói sao cũng được nhưng đâu có gì đâu. Mày muốn nói tao sao cũng được, bây giờ mày nhìn lại đi, một số việc tao làm mày có làm được bằng không mà mày nói vòng vo chi mất công quá đi. Ví dụ như bữa trước tao tóc quắn, tao sức keo dảnh tóc giống lông heo. Bữa nay tao cạo cái đầu tao thành đầu chọc, mày nói tao là Phật hả? Tao chưa có là Phật. Cứ như vậy với con người bây giờ đi, cũng thấy thoải mái. Đúng quý vị? Vậy cảm thấy thoải mái quý vị ơi. Bây giờ mình hiểu rồi. Thôi khỏi nói xả gì mất công đi. Tao thích quyên góp là được không? Tao thích nói tiền nó được không? Thì con mày đi nói đi, đúng không? Người nói mà có người đưa còn hơn mình nói không ai đưa. Ôi mày, nên những đức từ bây giờ là những đức nói tôi ham tiền lắm, tôi là thầy chùa ham tiền được không? Thật sự mà nói vị biết đó, nhà nước người ta vẫn để ý chứ, người ta vẫn coi hết ông này đang làm cái gì, ông này có làm cái gì. Còn ông nói ông ham tiền nhưng mà ông không làm cái gì là người ta nói ông thiệt. Còn ông này ông nói cái gì mà ông nuôi mấy ngàn con người ta là sao, đúng không? Thật là thật, giả là giả đó quý vị à. Đã là thật rồi thì khỏi cần lo giả, mà đã là giả rồi thì không bao giờ thật đâu bạn à. Nó nên quý vị tu, nếu quý vị mà có một cái tâm mà chân thật rồi thì khỏi cần lo ai nói gì kệ đi, vì sẽ an lạc tự tại vô cùng luôn. Rất là an lạc tự tại luôn. Ví dụ như bây giờ mình là trưởng đoàn đi, mình thấy cái nơi đó làm tốt vậy đi, mình có nhân viên mình quyên góp tiền, thì bây giờ có những người ta nói chị quyên góp cẩn thận coi chừng chị làm không phải đó, thì người ta nhắc mình thôi. Còn hỏi ô chị gom góp tiền, chị cầm tiền chị có tham không? Tham chứ. Tham sao tham. Ồ vậy thì có khi nào chị lấy tiền này chị xài không? Xài luôn đó. Hỏi ủa sao kỳ, chị không sợ tội hả? Sợ, không có sợ. Tự bị làm quý vị sẽ biết. Còn quý vị mạnh dạn bị nói một câu, vậy thì đừng có đưa cho tôi. Đưa cho tôi làm chi mà sợ tôi tham. Còn nếu mà sợ tôi tham thì đừng có đưa. Quý vị tự tại không? Nó tự tại luôn, đúng không? Đưa cho tôi mà còn sợ tôi tham mà đưa làm chi ạ? Hỏi tôi có tham, tôi nói có tham. Mà tôi có tham vậy mà sao đưa cho tôi? Đưa cho tôi thì tôi tham. Vậy đưa một cái nhận à? Sao không nhận? Đưa mà không nhận. Thì coi, nếu mà như vậy quý vị biết rằng quý vị sẽ vô cùng tự tại, vì quý vị không bị những điều đó nó buộc ràng luôn. Ví dụ như bây giờ người ta khắp nơi người ta đưa tiền, những đứa đưa, những đứa cầm liền, bỏ cho tôi, nó chụp hình kịch kịch kịch, một ngày nào nó đưa lên y gan là vị thầy ở ngoài kia vậy đó, đưa lên những đứa nó tự thạo, nó làm những hình ảnh ngộ lắm quý vị. Nhưng quý vị thấy như vậy rồi, quý vị hãy ngồi coi lại cái hành động của người ta làm, đúng không? Coi lại cái hành động người ta làm thì tức khắc quý vị sẽ nhận thức sâu sắc. Nếu như quý vị mà học Phật mà chúng ta giải mã những tư tưởng này thì đúng là bản thân của mình ít bao giờ bị câu thúc. Nào, bây giờ quý vị đừng có ép quý vị, đừng có ép quý vị vô cái thế kẹt là bản thân quý vị bị khổ. Những cái câu này rất quan trọng này, nhớ nè. Chúng ta bị ép mình vì mình chưa được như vậy. Ví dụ như người ta chửi mình, trong nhà con nó chửi mình nhịn á, cuối cùng mình nhịn á, mình tức. Tại vì mình nghĩ mình là cha mẹ nó, mà bây giờ mình nhịn á, mình tức quá trời tức. Lâu lâu mình cũng sực nó chứ. Bây giờ chồng nó chửi mình hoài, lâu lâu mình cũng sực lại chứ. Thì ông nói lợn câu, ông nói nè, ủa bà đi học Phật chi mà bà làm gì? Tôi mới học Phật thôi, tôi chưa có làm Phật, nghe không? Đúng quý vị. Nhưng mà chị Nhật Đức dạy quý vị một cái tâm là tuyệt đối không nặng nề trong tâm.
Quý vị hãy hiện tướng làm sao phù hợp, nhưng đừng bao giờ nặng nề cái tâm. Quý vị mà đạt tới trình độ này thôi, quý vị càng học Phật càng tự tại, cực kỳ tự tại luôn. Tại vì nó áp lực mình, quý vị, nó áp lực mình. Bây giờ quý vị coi mình niệm Phật, mình giảng sanh là Phật nước mình, mà bây giờ mà nó chửi mình mà mình cứ nhịn hoài mà mình bây giờ nó không thể nào tiêu hóa được. Thì bây giờ mình phải dùng cách gì để tiêu hóa chứ? Bây giờ họ áp đặt mình nghe quý vị, họ áp đặt mình ở đây. Ồ mình đi chùa hoài mà sao mày làm gì, bộ thầy mày dạy mày làm gì sao? Nói ông thầy ông cũng lâu lâu cũng sân si nữa chứ tôi. Vì ông thầy đâu phải là Phật, còn tôi là mới học Phật. Tôi học Phật chứ tôi chưa phải là Phật, đúng quý vị? Bây giờ chúng ta nên giải mã chỗ này đi quý vị. Trong cái thời cuộc 4.0 này nên như vậy mà học Phật, thật sự luôn. Tại vì con người ta nó áp đặt mình quý vị ơi, không khéo là họ nói mình là con người ngu khùng ba trợn, mình cũng khó độ sanh được lắm quý vị. Tại cái thời cuộc này độ sanh nó khác thời cuộc ngày xưa. Cái thời cuộc ngày xưa ví dụ như đi đâu người ta có chửi mắng sao cũng nhịn. Còn cái thời cuộc bây giờ là cả thầy chùa còn chạy xe hơi mà nhịn gì. Cái thời cuộc này còn gì nữa quý vị. Người bây giờ là có tóc hay cạo đầu gì thì quý vị thấy cũng phải sử dụng mọi mặt đó chứ. Cái phương tiện trong cuộc đời này, vì có thầy chùa khi cầm 3-4 chiếc điện thoại lượt xài cách có thua vị đâu, đúng không? Mà cái khả năng của vị thầy có khi người ta còn thông minh còn giỏi hơn quý vị nữa. Thì quý vị coi bây giờ cái thời cuộc này độ sanh bằng cách khác nữa rồi. Nếu con người mình mà bây giờ mà bị từ hoặc là bị cái gì, chúng ta mỗi ngày bị dồn nén để mà sân si, vậy thì được cái gì? Thà chúng ta bùng phát để khỏi sân si còn ngon hơn. Nó rất là đặc biệt quý vị. Nó nên bản thân của mình làm con thì mình có hiếu với cha mẹ cho đàng hoàng. Còn cha mẹ mình có la gậy mình, cái gì đúng sai thì bản thân chúng ta tự nhận thức. Còn cái chuyện bản thân mình cứ làm tròn vai trò của mình. Còn làm vợ thì tròn trách nhiệm làm vợ cho đàng hoàng, tròn trách nhiệm làm chồng, tròn trách nhiệm. Nhưng mà ông chửi tôi chửi ông lại đó nghe chưa, cho mà biết đó nghe chưa. Có khi cũng làm người ta thấy, người ta thấy sợ quý vị. Nhưng bị dường vậy xong chút xíu mình lại nói anh cái sao? Thì làm được vậy thì bị là cao thủ luôn á. Anh nè, nhớ nghe, đừng có thấy hiền ăn hiếp nghe không. Cái đó là cái tâm quý vị tốt đó, tâm quý vị đặc biệt đó. Đừng có thấy hiền ăn hiếp nghe không. Hiền hiền, đồng hủ đồng hủ. Nhưng mà có khi ăn nhiều quá tức bụng đồng hủ đó nha. Nghe không? Đừng có ép người ta quá, người ta chưa là Phật đâu ha. Thấy chưa? Nghe nó cũng hấp dẫn lắm quý vị. Nè, còn cái gì bây giờ quý vị im gu bị nhịn hoàn toàn cho người ta chịu không nổi với quý vị. Chịu không nổi gì chứ nha. Rồi người ta cảm thấy Phật pháp nó không có lý thú. Còn mình làm gì xong mình lại mình nói anh nè, học Phật chứ đâu phải khùng. Hiểu chưa? Học Phật là học khôn. Phật hoàn toàn an định, còn em thì chưa định. Hiểu không? Nên từ nơi đó anh chửi em thì em sẽ chửi anh lại. Nhưng cuối cùng ai phiền não hơn ai thì gán chịu. Không? Quý vị biết rằng là quý vị mà làm cái kiểu này quý vị là học vật số 1 trong thời cuộc này luôn. Người ta chửi quý vị xong người ta nằm 2-3 ngày, quý vị xong quý vị cười hú hí, quý vị đi nấu ăn đồ bình thường, quý vị qua nước cho người ta uống, quý vị lau chân cho chồng luôn cũng được không sao. Tại anh mệt quá em lau chân cho nghe, lấy khăn lạnh lại nè lại mặt cái. Quý vị mà làm được điều đó quý vị là cao thủ thiệt luôn á. À, kiểu như mình nằm nghỉ được vậy cầm cái khăn lại nghe lau mặt nghe, lau mặt cho nghe, trời ơi dễ thương gì đâu á mặt này. Quý vị mà làm được vậy đi quý vị là cao thủ thiệt rồi đó quý vị à. Nó thật sự luôn á. Tại vì sao? Vì diễn thôi, diễn chơi với nhân sinh thôi.
Nếu quý vị làm được điều này thì đúng là quá đỉnh luôn. Hiểu không? À, rất là nhiều người học Phật các quý vị bị người ta dập giết mà khờ á. Trong cái thời cuộc này không phải là mình chửi người ta khôn đâu quý vị. Ngày xưa mình chửi người ta giết người ta khôn, còn bây giờ mình chửi nó giết nó khùng luôn. Tôi thấy rõ ràng luôn á. Cả trong chùa thì tôi cũng thí nghiệm rồi. Có những người tôi rèn luyện họ, tôi la họ hoài thử coi sao, tôi la với họ khờ quý vị. Còn tôi nói không được. Như bản thân mình mà chửi mình giết mình khôn, mình lanh lên mà xong mình chửi người ta, người ta khờ. Có gì là mình chưa có bản lãnh này. Thôi chịu thua, chửi có chừng tạo nghiệp chứ. Tại vì mình chửi người ta, thử người ta nhưng mà cuối cùng người ta khờ thì mình tạo nghiệp. Nên từ nơi đó mà thôi, chúng ta bây giờ thôi kệ, giúp cho người ta vui lên đi, chứ đừng chửi người ta nữa. Thấy không? Thì biết rằng nghe, nói đây 100%, nếu ai đã từng ở trong chùa mình biết, cách nay khoảng 3-4 năm về trước, sáng nào như thế cũng la chúng hết. Đó là một phương pháp của những đức đó quý vị. Nghĩa là la đến mức mà dằn họ giết mà, la sùm, la thấy ghê lắm quý vị. Nhưng quý vị biết rằng nó không có kết quả như bây giờ. Ừ. Mà chính văn văn như thế cũng nặng nề nữa quý vị. Nặng nề lắm. Mà họ bị ấm ức. Nên chúng hai anh người này nào nấy nặng nề lắm. Những đức chia sẻ bọc pháp với nhiều anh em ngồi với, thật sự cũng đâu muốn ngồi trong hồi đó. Tại vì sao? Vì những đức la. Còn bây giờ những đức qua giảng, ông nào ông nấy ngồi cười hú hí, ông nào cũng thích chứ. À, những đức nói cách này hay. Cách này trong thời cuộc này nó hay quý vị. Nó hay. Nên nói tóm lại là quý vị được rèn luyện cái gì? Tính giảng ít mà cũng 10:20. Cái kinh khủng không? Không, mà cái buổi nay, cái buổi giảng bữa nay nó có rất nhiều cái đặc sắc nè quý vị. Có cái chị đó, chị đến chị gặp những đức tính ra 3 năm về trước. Chị gặp những đức, chị nói thầy ơi, con thì xa chồng cũng lâu. Nhưng thật sự mà nói học Phật thì cũng muốn giảng sanh thầy. Nhưng mà bây giờ sao tự nó buồn kỳ cục ghê. Mà có cái anh đó là anh cứ khổ mỏ hoài. Mà cứ khổ mỏ suốt, cứ nói này nói kia ngọ dịu suốt. Mà nó thật sự với thầy, cứ nghe thầy giảng, thầy cứ ngăn chặn. Thì cứ kêu đừng có đụng đậy cái gì. Con thó nó thật sự thầy, nó nghe thầy giảng lúc đó thì vui, nhưng mà giờ nhà buồn quá thầy ơi. Con rồi lo rồi việc này việc kia, mà nó cũng thật sự nó buồn đó thầy. Rồi xong những đức hỏi ba tính ra 3 năm về trước, ba hỏi những đức gì, những đức nói giờ cô muốn làm sao. Thì bà nói có khi cũng thích vui vui một chút. Có gì thầy thông cảm. Nói cái chuyện đó bà làm với tôi có gì đâu mà thông cảm. Thông cảm chồng. Bà làm với tôi là chồng bà ông bằng nữa. Thầy tôi mệt tới ghê. Quá trời mệt rồi luôn. Đó. Thì thấy khổ ghê chưa. Không, có nhiều người ta cũng quý mến mình, ta nói những câu lạ tới ghê quý vị. Nói trời ơi, cái chuyện này chuyện của cô, cô thấy sao nó phù hợp. Đúng không? Thì cái chuyện ngoài đời thì chung chung thôi. Chứ bây giờ mà áp bức lương tâm quá nó cũng nặng nề. Hiểu không? Thì lâu lâu thì cũng chiên bánh bèo chút xíu. Nên quý vị vậy đó nghe quý vị. Mà cái cách nói những đức vậy đó, mà bả học Phật tới bây giờ và phải rất vui vẻ và rất an lạc, mà nuôi con đàng hoàng luôn. Chứ nếu như mà cứ nghĩa là cứ ngăn chặn ngăn chặn ngăn chặn, cả mà gặp con không dám cười, gặp con không dám nhìn, con không nói chuyện, tự nhiên bà tự nhiên bà sống ngoài xã hội bà bị buồn. Không, mà cái kiểu như nhiều người mình cũng bị buồn nặng nề quý vị. Gọi là áp lực học Phật. Áp lực học Phật mà đặt mình vào vị trí của Phật, mình đâu phải Phật. Công nhận không quý vị? Mình đâu phải Phật đâu. Nghe không? Phật tử là đệ tử Phật, mà mình là đệ tử xa của Phật. Không? Đệ tử xa của Phật. Nên chúng ta còn tệ lắm. Hiểu không? Nên cuộc đời mà cảm thấy còn có niềm vui, có thấy cái bình an, và có cái nhiều cái cởi mở tâm tư được. Dù chúng ta còn có nhiều cái sai,
nhưng chúng ta vẫn có cơ hội để đứng lên, thì đó cũng là mừng. Đừng nên chặt đứt hết cái việc đứng lên của người ta. Ai cũng có cơ hội đứng lên. Nhớ kỹ nghe, trong cuộc đời này quý vị đều có cơ hội để đứng lên được. Đừng bao giờ nằm liệt tại chỗ. Đừng bao giờ mình nghĩ mình làm sai rồi nằm liệt tại chỗ. Bậy. Còn sống là còn cơ hội. Còn sống là còn cơ hội. Cách nay 3 ngày có nhỏ này làm gái ở thành phố. Nó là con tổng kết từ khi con làm gái tới bây giờ là con tiếp khoảng cỡ 100 người đàn ông. Kinh khủng không? Là nói chuyện những đức. Tiếp 100 người đàn ông, còn hơn biết bao nhiêu năm chờ. Kinh không? Con hỏi thầy. Ông này quá kinh khủng. Có gì đâu kinh khủng, tội nghiệp người ta kinh khủng cái gì. Hiểu không? Thì hỏi những đức. Con xin thầy, con hỏi thầy là như con bây giờ vô chùa tu được không? Những đức nói, những đức hỏi vì được không quý vị? Chàng ơi hỏi. Sao không được? Thấy không? Đó. Bây giờ 100 lần nó khỏi cần suy nghĩ, hơn 100 lần khỏi cần suy nghĩ. Thấy không? Thấy không quý vị? Khỏi cần suy nghĩ tới nữa. Từ bây giờ bắt đầu lại. Từ bây giờ bắt đầu lại. Đệ tử của Phật vẫn có những người vậy mà. Bà Liên Hoa Sắc đó. Quý vị coi, quý vị coi Đức Phật và Bồ Tát á, từ bi ghê không? Đều là thể hiện cho người đời sau có cơ hội. Đều có cơ hội hết. Nó giống như mà cái ông vô não, ông giết bao nhiêu người, quý vị coi. Đều có cơ hội hết trơn. Đạo Phật đều cho người ta cơ hội. Bạn đều có cơ hội. Bạn được có cơ hội bao nhiêu đó là cái chuyện của bạn. Bạn lợi ích bao nhiêu là chuyện của bạn. Bạn chỉ cần không được lợi ích, bạn có duyên, Phật cũng cho bạn cơ hội nữa. Tại sao bạn không cho người ta cơ hội? Đúng không quý vị? Đó. Con người ai mà sạch? Ai mà sạch mà cho mình sạch? Cái tâm chúng ta bẩn nhiều đời nhiều kiếp mà nói sạch. Bây giờ người ta sống với hơn 100 người đàn ông. Cái đó cũng là một cái nghề nghiệp của người ta. Nhưng mà giờ người ta biết quay đầu vẫn còn hơn những người bây giờ chưa biết quay đầu. Đúng không? Nó nhìn là nhìn mà bây giờ người ta quay đầu. Xong những đứa sắp xếp cho cổ đi qua bên kia ở. Nói cô bỏ nghề đó đi. À. Rồi có con cái gì không? Nói là có 6 đứa con. Mà không biết cha nó là ai. Thật tùm lum chứ không biết cha nó là ai. Khổ ghê không? Mà 6 đứa con gỡ tùm lum tùm la cho người ta nuôi hết rồi. Cổ giờ đi làm thoải mái. Cuối cùng thì nói thôi, giờ cho ở, cứ ở đi lo tu, rồi nuôi người già, thấy không? Trong khoảng thời gian còn lại trong cuộc đời của mình. Đấy. Vậy đấy. Đều có cơ hội, vì sao? Quay đầu là có cơ hội. Nhớ kỹ, quay đầu là có cơ hội. Không sợ người làm sai, chỉ sợ người không sửa sai. Không sửa sai. Nên bà cũng quý mến mình. Thì bà nói thầy bữa nào có nhức lưng gì không? Hỏi chi vậy ạ? Bà nói là con nó xa giỏi lắm. Nói thôi được rồi, tôi mà nhức lưng tôi đi lễ Phật chút là xong. Nhức lưng mà thiết ghê. Không mà người ta có tâm quý vị. Tại vì bà mới xa giỏi á. Nó nói là bữa nào thầy nhức lưng con mới xa giùm cho. Nó thôi được rồi, để thầy đi lễ Phật con ơi. Thấy không? Nó nhớ kỹ, mỗi một con người chúng ta đều có cơ hội để sửa sai. Đều có cơ hội để đứng lên. Đừng nên nằm vẹt tại chỗ. Thấy không? Con người mà đã hiểu rồi là làm đúng chứ sao? Sống ý nghĩa chứ sao quý vị? Nó không có muộn màng đâu, đừng có lo. Chúng ta chỉ cần còn 5 năm nữa chúng ta cứ chẳng còn có cơ hội. Nó vẫn còn có cơ hội. Tại vì sao mình không cho mình cơ hội 1 năm đó hoặc 5 năm? Nếu mình không cho mình cơ hội mình tiêu rồi.
tiếu luôn. Quý vị à, đó. Hôm bữa nay giống như cái bữa ngồi nói chuyện mà có nhiều cái tâm sự nha quý vị. Công nhận không quý vị? Nó có những cái tâm sự, nó nói chuyện này chuyện kia. Không mà quý vị nghe những Đức nói những điều này, quý vị thấy nghe Phật pháp quý vị đều có cơ hội học được hết quý vị. Ai cũng học Phật được hết chứ, đúng không? Những Đức nói những Đức là quá bèo nè, những Đức còn học được mà. Mười mấy năm nay những Đức bước vào cửa Phật, bởi vì người ta nói những Đức là không có oai nghi, không hiểu nhiều về Phật pháp. Đúng rồi, quá đúng. Họ nói quá đúng quý vị. Họ nói ông thầy dốt. Đúng, công nhận đúng. Vậy công nhận không? Quá trời dốt luôn. Nói những Đức không biết oai nghi. Đúng. Có học đâu biết. Bởi khi những Đức mà đi á, lang bang á, thì quý vị đừng có nói những Đức, tại những Đức có biết đâu. Lang bang là đi nó thiếu oai nghi quý vị. Nè, bữa đó có ông thầy ông lại ông gặp những Đức nói thầy, thầy bây giờ thầy rất nổi tiếng. Thì thầy đi thầy đừng có nhìn giáo giác. Thầy đi mà thầy nhìn giáo giác. Thì những Đức nói thầy ơi, cũng cái nghiệp. Chứ sao? Hồi xưa dưới quê nhà nghèo quá. Khi mà bước ra chợ cái thấy nhà phố phường tự nhiên ham nhìn. Nhìn tính ra mười mấy năm thành phố cứ đi vòng vòng nhìn nhà người ta. Thấy nhà người ta đẹp ham nhìn. Nhìn viết quen tặc. Nên bây giờ làm thầy rồi mà nó quen cái tặc nhìn cây có. Nhìn giáo giác. Nó, thôi thông cảm đi thầy. Mà những Đức mà được nhiều người thương chắc do hành động nhìn đó đó mà nó thấy lạ quý vị. Thấy lạ quá, thầy lạ quá. Nên ông mà sao gặp mình cái gì mình cũng nói được quý vị. Quý vị mà cái gì cũng nói được là quý vị phải chấp nhận cái điều đó quý vị không hiểu, không biết thì quý vị sẽ nói được á. Cái người ta nói mình mà mình thoát không được là do quý vị không chấp nhận. Không chấp nhận điều đó mình như vậy mà mình lý luận. Quý vị bỏ cái lý luận đó đi là quý vị sẽ thoát à. À, bỏ cái lý luận đó quý vị sẽ thoát. Ví dụ như ông chồng nói mày học Phật, mày học, tao thấy mày học rất tệ. Nó tôi rất là tệ luôn. Mày học 5-7 năm mà tao thấy mày còn thua tao. Có tôi rất là thua ông luôn. Vì cứ nói đúng vậy là bị thoát hết trơn. Bởi vì nói gì thua cái gì. Ông học như thế nào mà thua ông là có chuyện rồi đó. Là không thoát. Thế vì chỉ cần họ nói vì bà học Phật bà học lâu mà tôi thấy bà ngã mạng kiêu ngạo nữa. Sao ngộ quá à nghe. Càng học lại càng kiêu ngạo, ngã mạn kỳ cục, lại bị thoát được liền, chắc chắn thì luôn á. Nó nói chị tôi thấy chị sao mà học Phật càng ngày càng đẹp, rồi tôi càng học sao nó càng xấu gì đó. Quý vị mà nói vậy nghe là quý vị hơn họ đó, chắc chắn quý vị luôn. Còn quý vị nói rằng chị coi tôi học Phật này chị nhìn đi, là bị thua họ đó. Đó, nên đó là những cái mẹo trong Phật pháp trong thời cuộc 4.0. Sống mà an vui, sống mà tự tại đó quý vị. Thấy không? Trong cuộc đời này thì không thể nào ai mà sống mà hoàn toàn ai cũng thương mình hết. Ví dụ 1.000 người thương thì trong đó cũng có 20 người ghét. Tại vì cái tâm ý mọi người khác nhau, góc độ nhìn cũng khác nhau. Nhưng nếu chúng ta nghe đạo mà có cái góc độ nhìn thì chúng ta nhìn vào số lượng đông vẫn là hay. Số lượng đông. Ví dụ như mình sống ở một cái xóm đó, một con người đó được gần cả xóm thương yêu, nhưng mà trong đó có 5-10 nhà ghét. Thôi chúng ta bỏ 5-10 nhà này qua một bên đi. Đúng không? Nên hôm nay chúng ta đông, hôm nay chúng ta đem cái công đức niệm Phật, mình nghe chia sẻ Phật pháp rồi phóng sanh cũng đi thực. Mình đem công đức này mình hồi hướng cầu siêu cho ông bà tổ tiên của chúng ta. Giờ mỗi một con người chúng ta ngồi đây khắp nơi, mình coi qua chương trình trực tiếp này thì ai mà không có ông bà tổ tiên.
Mình giờ mình học đạo thì mình hiểu bản thân mình mang cái thân ở cõi đời này, dù nó đang khổ đi chăng, có khổ gì thì cũng khổ không đến nỗi như nếu như những người thân mình chưa siêu thoát. Nên Hòa Thượng Tịnh Không thì có câu nói hay: nhận tổ quy tông mà nương tựa Di Đà. Nghĩa là mình sống ở thế gian, mình biết ơn ông bà tổ tiên, cha mẹ hiện tại, nhưng nương tựa lại nương tựa Di Đà. Vì mình học đạo mình hiểu cái việc mà có thân người và tu tập để được đi đến chỗ siêu thoát thì mỗi một con người phải giữ được năm giới. Nên cái chỗ mà mình nương tựa Di Đà để mình cầu giải thoát hiện đời này, để mình cứu độ cho ông bà tổ tiên, thì cái việc này người học Phật mình hiểu, mình chân thật mình làm. Nên đang còn sống ở cuộc đời này thì bản thân mình làm được những việc gì tốt, những gì hiếu với cha mẹ được thì chân thật cố gắng mà làm. Nhưng mà để liếng ái vào đó, để nương tựa vào đó thì không yên tâm. Tại vì tình thương nhất thời của một đời, nhưng khi chúng ta xa nhau rồi thì không biết chừng nào chúng ta có cơ hội gặp nhau lại. Nên chỉ có về thế giới cực lạc thì chúng ta mới có thể biết thăng bằng mình ở đó. Đúng không? Nên các bậc cao tăng tu hành ta dạy mình nhận tổ quy tông là mình biết được cái chuyện mà đối với ông bà tổ tiên phải tưởng nhớ thứ, mình phải đem những gì tốt đẹp nhất mình hướng đến họ. Nhưng nương tựa thì chỗ bình an và yên tâm nhất là nương tựa Di Đà. Đây cũng là một nền giáo dục, vì nương tựa Di Đà cũng là một nền giáo dục. Nên có một câu rất hay nè: đất nước hùng cường, phồn vinh, thịnh vượng nằm trong giáo dục, mưa thuận gió hòa lại nằm trong đức nhân. Nên người xưa người ta chú trọng mà giáo dục để lập quốc. Khi mà cái đất nước nó đang trên đà tiến lên thì đẩy mạnh giáo dục. Vì đẩy mạnh giáo dục làm cho con người người ta hiểu được nhân cách đạo đức. Sống từ một cái gia đình mà có nhân cách đạo đức thì vợ chồng hạnh phúc. Mà mỗi một gia đình là tế bào của đất nước. Nếu như mỗi một gia đình hạnh phúc thì đất nước cường thịnh. Tại vì mỗi một gia đình hạnh phúc thì dạy con ngoan ngoãn đàng hoàng. Mà khi dạy con ngoan ngoãn đàng hoàng thì đất nước chúng ta có ít tệ nạn xã hội. Mà khi đã ít tệ nạn xã hội thì nhiều nhân tài đứng lên giúp cho đất nước thì cường thịnh. Còn nếu như mà mỗi một gia đình mà không được hạnh phúc thì con cũng buồn. Mà đứa con này nó buồn thì nó dễ bỏ học, nó hư hỏng. Mà nếu đất nước mà nhiều người hư hỏng quá thì cái sự phá hoại nó nhiều. Ví dụ như bây giờ con người mà nếu mà không được giáo dục sâu sắc về định luật nhân quả thì quý vị nhìn trên mạng quý vị thấy không? Đầy. Mà bây giờ họ nổi lên những cái thành phần mà công kích nhiều, mà cắt xén những cái buổi giảng quý thầy quý sư cô, chửi mắng sùm trên mạng. Đó là những phần tử, những đức thấy không hay. Cái những người đó thì trong cái thời cuộc văn minh nó không phù hợp. Tại vì sao? Vì nếu học sâu về nhân quả, họ cũng ngồi họ nói hay lắm quý vị, nói rất là hay. Nhưng mà về nhân quả không chịu học. Nên Ấn Tổ ngày nói câu hay ghê: dạy người nhân quả còn quan trọng hơn lương lý đạo đức. Thật sự 100% nghe quý vị. Nếu con người mà tin sâu nhân quả không đến nỗi tệ đâu, chắc chắn quý vị luôn. Bản thân những đức học Phật, xin thưa quý vị là bây giờ quý vị cứ nói thẳng là những đức không biết nhiều đi, nhưng chỉ được có một cái là cỡ nào cũng có lòng tin về nhân quả. Nên những đức tin rằng mang thân ở cuộc đời thế nào mình cũng già, và cuối cùng dù mình còn trẻ này hiện tại, thí dụ mình còn trẻ hiện tại đi, bản thân mình có đương thời cỡ nào thì mình cũng già.
Khi mình già mình không làm được gì thì có khi mình bị tuổi già mình bị phế bỏ qua bên. Mình nhìn từ chỗ này là xác thực nhất luôn. Nên bản thân mình bây giờ không cần nói gì hiểu nhiều gì trong Phật Pháp. Đặc biệt bản thân mình thương yêu người già. Thương yêu người già. Nãy như Đức gặp một cái ông cụ. Ông cụ như cha chồng của em câu chuyện. Ông cụ lên gặp, ông cụ gặp những Đức. Ông cụ nói rằng lúc trước cũng buồn. Nhưng mà từ khi nghe thầy giảng vui. Giờ thường đi đến đây, giờ vui lắm thầy. Con thì không có làm gì ra tiền thầy ơi. Nhưng mà con cái cho chút đỉnh, gom góp lại được chút xíu à. Nghe nói thầy với hòa thượng xây đạo tràng 4, nên con cùng chung tay vì con thấy con cũng già. Dù con chưa vô chùa ở luôn được, nhưng con cũng mong làm sao nhiều người già cũng được nương tựa ngôi Tam Bảo. Đó là cái sự bình an hạnh phúc của tuổi già. Quý vị biết rằng riêng cái tâm tư nhận đức nó thật chứ. Về nuôi người già là nhận đức thật sự có tâm huyết. Nó đây là chính lương tâm mình trước ngôi Tam Bảo là mình thật sự mình có tâm huyết nuôi người già. Và có một cái tư tưởng nhận thức phải suy nghĩ làm sao mình để mình nuôi người già mà cho họ được sống tốt, hạnh phúc. Và càng nuôi người già trong lòng những Đức mới đặt vấn đề nặng quá với họ. Hồi đó những Đức nói thiệt chứ những Đức cũng đặt vấn đề với các cụ cũng cao lắm. Nhưng mà bây giờ mình chung chung thôi. Mình hướng dẫn nhiệt tình, mình hướng dẫn, mình khuyên cụ niệm Phật. Nhưng mình không có quá đặt vấn đề nặng về cái vấn đề là các cụ phải giảng sanh. Tại vì cái chuyện đó không phải cái chuyện của chính bản thân mình đặt cho các cụ được. Mà chính các cụ phải nhận thức được để các cụ niệm Phật giảng sanh. Nên cái tâm trạng nhận đức bây giờ nuôi người già nó nhẹ dữ lắm. Nó rất là nhẹ. Nhận đức thấy Phật Pháp rất là hay. Trong khi công việc nhận đức nó rất là nhiều quý vị. Nhưng mà cái tâm nhận đức nó rất là an lạc, nó rất là vui. Con người nhận đức giống như cái từ trường mà năng lượng của nó là nó không hao hụt quý vị. Có xài cỡ nào nó cũng tăng tiếp tục nữa. Năng lượng á là nhận đức tin 100% là cái do cái tâm mình đặt nghĩ lợi ích cho người ta, nghĩ nhiều quá. Mình nghĩ những việc lợi ích rõ ràng luôn. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng ngày nói rằng nếu như bạn một ngày bạn làm việc rất là nhiều nhưng tâm bạn á có thể giữ được tâm thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Là bạn không có muốn chiếm đoạt hay là hại ai cả. Chứ không phải nói chữ thanh tịnh đây là bạn không có vọng tưởng, không phải, mà là bạn có vọng tưởng thiện cũng được. Bạn nghĩ những điều tốt, điều thiện, bạn nghĩ niệm Phật, bạn nghĩ những điều giải thoát cái tâm bạn. Bạn không đem những cái thứ nặng nề để vào tâm. Thì một ngày dù bạn làm việc rất là nhiều nhưng mà cái năng lượng của bạn không có hao hụt. Không có hao hụt. Chắc chắn luôn. Đây là 100% luôn. Nhưng Đức nói rằng chúng ta nếu biết thương mình đó nghe quý vị, chúng ta sẽ biết giữ được cái tâm mình an lạc lắm. Nhưng Đức nó không có một cái hạnh phúc nào lớn bằng là mình giữ được cái tâm mình an lạc. Tại vì đây là hạnh phúc nhất. Vì sao? Vì mỗi người ai gặp mình người ta cũng cảm giác có một cái sự bình an. Cảm giác có được bình an. Đây là những đứa cảm thọ được đó. Thật sự luôn cảm thọ được đó. Nên bây giờ mình nói cao xa gì, mình nói hay cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà mình mỗi ngày mình rất nặng nề với nhiều thứ trong cuộc đời. Những đức nói thật, càng học Phật rồi nghe quý vị, trong lòng những đức đối với danh lợi nó rất là nhẹ luôn. Những đức nói là nó quá nhẹ. Vì sao? Vì cái danh cái lợi nó rất là phù du ảo ảnh. Nay đến với mình ngày mai nó mất đi. Chúng ta nếu nặng về nó là chúng ta rất dễ phiền não. Nên những đức từng nói một câu rằng chúng ta càng học Phật chúng ta bóp cái mặt mình nhỏ lại một chút thì mình sẽ an lạc liền. Bóp nhỏ lại đi thì sẽ rất an lạc đó. Nên Đức Phật đã nói là cái thờ mạt pháp này cái thờ đấu tranh kiên cố mà. Đã Đức Phật đã nhìn rõ ràng, Đức Phật đã nói như vậy mà. Vì coi nó ngày đêm nó hơn thua đấu đá với nhau, kinh khủng lắm. Nhưng mà chúng ta là thật sự mà nói là chúng ta lao theo cái giả và không lấy được cái gì hết.
Hồi nãy những đức khi đáp y, những đức đứng, những đức giang hai cái tay ra, duỗi hai tay xuống. Những đức nói rằng cuộc đời con người mình cuối cùng đôi tay mình có cầm được gì đâu mà không duỗi xuống. Mình đứng tự nhiên mình ngước mặt nhìn lên, lên mặt ký, ngước mặt nhìn lên, nhưng tay lại duỗi xuống. Ý nói rằng sống phải hướng thượng, nhưng đôi tay lại không nắm bắt thứ gì, không chấp nhất nặng nề, thì rất là khỏe, rất là an lạc quý vị. Bây giờ có khi như Đức ngồi như Đức nói chuyện, nói vậy nè: ủa bây giờ hòa thượng phát tâm xây chùa chiền, bây giờ mình bây giờ cũng phải bận tâm lo đủ chuyện hết chứ, vậy mà mình xây lên ngôi chùa xong mình nuôi các cụ già, ủa rồi bản thân của mình cầm cái gì ngôi chùa đó, rồi nắm cái gì ngôi chùa đó, rồi ở đâu ở trong ngôi chùa đó, vậy mà mình mỗi ngày mình phải làm như vậy. Ồ, chỉ có đúng một ý nghĩa thôi, là gì? Tại vì có duyên làm, nên bây giờ mình với Hòa Thượng cùng cố gắng, rồi bố trí cho mấy anh em, để tương lai bao nhiêu người già được vô đó ở. Vậy là xong rồi, mình không có gì chứ, nghĩ gì chứ, không có nghĩ gì chứ. Rồi tối ngày cũng ở chùa bồ bên đây thôi, có qua bên kia gì đâu, rồi có nằm ngủ ở đâu bên kia. Rồi bây giờ cái danh cái lợi gì bên đó, bây giờ giỏi lắm, bây giờ nói ông thầy Đức ông quản lý 3-4 điểm chùa, hòa thượng có 4-5 điểm chùa, thì cái tiếng gì thôi chứ cái gì đâu quý vị, cái tiếng gì thôi, cái tiếng này nó có ăn no đâu. Mà nếu mà mình không khéo cái tiếng này nó làm cho mình phiền não, nó đưa mình lên thiệt là cao, rồi bản thân mình phải nặng nề, rồi sợ người ta lấy cái tiếng đó. Thật sự mà nói, sợ người ta lấy chùa là sợ lấy tiếng, tại vì chùa, cái chùa này là điểm chính là cho người ta ở. Cái chùa này điểm chính là cho quý thầy, quý chú đồ ở, để coi ở đó để nuôi người già. Chỉ cần có một cái tư tưởng, có con người theo tư tưởng mình như vậy, thì mình làm xong rồi mình giao hết cho họ, chứ bản thân mình có gì đâu. Thật sự luôn, 100% luôn quý vị. Nên những đức tự nhiên đáp y, cái mình ngước mặt nhìn lên, tay mình duỗi xuống, mình nói: con người phải hướng thượng, nhưng đôi tay không cầm được cái gì cả. Nếu như đối với danh lợi này mà nắm bắt, dịnh, bắt, buộc, cuộc, thì bản thân mình phiền não. Nên con người ta cực khổ ghê, bao nhiêu sự đấu đá hơn thua. Thật sự quý vị biết rằng là mình không có ghét họ, mà mình cảm thấy mình phải nêu lên như vậy để mình thấy mình quá hạnh phúc. Mình quá hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc luôn. Sáng mở mắt ra đi niệm Phật một chút, lễ Phật một chút, xong đi xuống nấu ăn cũng là một chút. Bao nhiêu người người ta đi tu xong người ta xuống, người ta được ăn cơm. Ăn cơm xong rồi cũng chuẩn bị miếng đồ ăn gì cho quý vị, rồi bố trí, rồi pha một miếng trà chanh gì trưa nay cho quý vị uống. Rồi lột chuối ra, cắt chuối nấu nồi chè. Cái cuộc sống cảm thấy, cuộc sống cảm thấy nó bình yên quý vị. Tự nhiên là bây giờ quý vị coi đây giống như là một gia đình quý vị. Không tự nhiên viết rồi quý vị về đây quý vị viết, quý vị thấy như là chùa mình như là một cái gia đình quý vị à. Như là một gia đình vậy đó. Bây giờ nhà Đức nói quý vị có đi đâu vòng vo tam quốc, đi tàu này đầu kia đi chăng nữa, quý vị thấy về đây quý vị cảm thấy rất là bình an. Bây giờ thật sự mà nói thì giàu nghèo gì chúng ta cũng về đây bình thường. Hôm qua có bà cụ đó, bà gặp như thế, bà hỏi thầy ơi, bây giờ con muốn vô đây ở mà con nghèo quá, không có tiền, vậy con có vô đây ở được hay không? Nhưng Đức nói bà chỉ cần chịu niệm Phật, hiện tại bà còn đi được, thấy được, nghe được, bà chỉ cần chịu niệm Phật, bà chỉ cần nửa năm, một năm sau mà bà có yếu đi chăng nữa cũng được nữa. Nửa năm sau, một năm sau bà yếu cũng được, nhưng mà mong rằng khi bà vào trong cái lúc bà vô thì mong bà còn khỏe được đi. Rồi nửa năm, một năm sau bà yếu cũng được, để làm chi? Để bản thân những đức nhận người, những đức dễ nói chuyện với người ta, dễ nói chuyện với người ta quý vị. Để ông ta cái người chăm lo, người ta nói ông được quyền nhận mà ông nhận thoải mái, ông vô ông bắt tôi làm. Nên thà được nửa năm, một năm thôi. Quý vị coi, cái vốn của cuộc đời của người mình đã dành cho gia đình mình gần hết cái cuộc đời luôn. Chỉ mong ở vô ngôi tam bảo chỉ nửa năm, một năm thôi mà chúng ta
còn không chịu đặt cái vốn này để lo cho mình nữa quý vị. Đúng là tội nghiệp thiệt luôn á. À, rất là tội nghiệp luôn quý vị à. Còn những đứa gặp một bà cô này bên Pháp về, 75 tuổi, bà bên Pháp, bà về, bà nói rằng là con của nó rất là buồn, buồn lắm luôn. Giờ về đây rồi, giờ yếu, hai cái chân bị yếu, ngồi xe lăn, rồi nhờ mấy đứa giáo nó đưa lên đây. Rồi mấy đứa con thì giờ thấy yếu, tự nhiên cái hơi lơ lơ, ngủ ghê. Rồi giờ con xin thầy, con nó thật sự, con thấy cuộc đời con rất là khổ thầy. Dù là sống bên đó cũng có điều kiện, nhưng mà bây giờ con thấy người ta chết đi là bắt đầu người ta đưa vô cái chỗ ốp xác, thấy sợ quá sợ. Giờ con xin thầy là nếu con muốn về đấy ở phải làm sao? Nhưng Đức nói rằng là cô ở định cư nước ngoài hả? Nó dạ định cư nước ngoài. Vậy thì cô phải định cư ở Việt Nam làm giấy chứng minh lại. Xong rồi bà hỏi Nhân Đức là con phải đóng bao nhiêu tiền? Nhân Đức nói cô khỏi cần đóng một cắt nào luôn. Khỏi cần đóng một cắt bạc nào. Tại vì cái cuộc sống xã hội bên ngoài, cuộc sống ở nước ngoài người ta sẽ đặt vấn đề thẳng với mình. Mình hiểu điều này không cần trách. Tại vì không có chỗ nào mà mình đến mà mình nói không có tiền. Nên người ta phải hỏi mình là bao nhiêu tiền để người ta biết, người ta chuẩn bị. Nhưng Đức nói rằng cô yên tâm, cứ vô đây lo niệm Phật, chấp hành quy củ cho đàng hoàng, không cần đóng một cắt bạc nữa. Đây là xác thực 100% mà còn gì quý vị. Nhưng Đức nói quý vị nè, bây giờ cái việc làm Nhân Đức, quý vị hỏi, ủa vì sao không ai đóng một cắt nào mà thầy có tiền thầy lo cho bao nhiêu con người dữ vậy thầy? Bây giờ Nhân Đức hỏi quý vị, người ta lo cho quý vị như vậy, quý vị để tiền trong túi làm chi? Khỏi cần phải suy nghĩ tới chi cho nó mệt. Thật sự luôn. Bây giờ bản thân của mình nè, ai mà cực lực lo lắng từng ly từng tí cho mình, mình bỏ mạng vì người ta luôn chứ đừng nói chi vật chất làm gì mất công. À, cái tâm lý này nó rất là nhận thức được thì nó rất là hay. Còn nếu không thì con người chúng ta lúc nào cũng đặt vấn đề về tiền, cứ đặt vấn đề về tiền. Bây giờ quý vị coi chùa mình bao nhiêu bà cụ già, có khi cả đời của các cụ làm gì đó mà cuối cùng các cụ cũng có tiền gì đâu quý vị. Thấy rất là nhiều các cụ cũng có tiền đó quý vị ơi. Rất nhiều cụ già vô chùa mình thật sự các cụ không có tiền. Nhưng Đức hỏi các cụ làm bao nhiêu chục năm nay, vậy để ở đâu? Bà nói không có dư thầy ơi, làm để sống gì thôi chứ không có dư tiền. Thêm cái nữa chút ít, con cái khổ quá cho nó hết. Cái này là những đứa gặp rất nhiều cụ luôn đó. Nếu như mà nói rằng đi vô trong chùa mà để đóng bao nhiêu tiền thì các cụ cũng khó vô được. Nhưng mà nếu như mà mình không có cái tâm này thì bây giờ quý vị làm sao nuôi các cụ đây? Làm sao nuôi các cụ đây? Đúng không? Ngay hôm nay ngày Dỗ Tổ Hùng Vương, chúng ta đem những cái tư tưởng sống của con người thì đến với con người bằng cả tấm lòng. Những đức bây giờ nói thật chứ, dù ai có nói gì đi chăng nữa thì bản thân những đức vẫn là phải nuôi người già. Thật sự đây là một cái việc làm rất ý nghĩa, một việc làm mà trong lòng mình rất là vui quý vị à, rất là vui luôn. Vui vì cuộc đời của người mình, tại sao mình lại có một ý nghĩ mình phải thương người già và nuôi người già. Vì những đức nói rằng là một là trẻ em mới đẻ, bản thân mình không thể nào để cho các cháu nằm ngoài mưa ngoài nắng để các cháu chết được. Hai là người già đã đi đến tuổi già rồi quý vị à. Nếu như quý vị là người gần người già, quý vị sẽ nhận thức được liền, họ đã đi đến tuổi già họ rất là tội nghiệp, và bản thân của họ thật sự là tội nghiệp. Vì mình nuôi người già, mình gần gũi mình thấy rõ ràng luôn. Có khi mà như mà Thí Văn, nhiều cô đây đều biết cụ Thí Văn. Hồi đó bà còn khỏe khỏe, bà hát quá trời đúng không? Bà cụ hình như cũng có mấy thằng con trai. Nhưng mà từ khi mà Nhân Đức lo cho bà cụ tới giờ, Nhân Đức thấy rằng là cỡ chắc cỡ 5 năm nay Nhân Đức chưa từng biết con trai đến gặp Nhân Đức dù chỉ một lần.
Nên là bà cụ bây giờ lúc này bà yếu, chân cẳng cũng sưng. Mỗi buổi sáng khi mà những đức qua cái chỗ khu yếu, thấy cụ ngồi ăn cơm, mình nhìn mình cũng nhìn được vô thường, nhắc mình phải làm gì trong cuộc đời này. Nhìn cái tuổi già rồi ngất ngơ ngất ngéo, thật sự ngất ngơ ngất ngéo quý vị. Mình nhìn đó rồi bản thân mình, không lẽ mình không đi tới ngày đó sao quý vị? Đó. Nên cuối cùng thì cái danh cái lợi trong cuộc đời này, cái gì mình cầm giữ được đâu. Khi tới tuổi đó rồi cầm giữ cái gì bây giờ? Ngất ngơ ngất ngéo, ăn thì đút cơm vô miệng đổ đổ tháo, khi nước trong miệng chảy ra, mũi giải chảy, rồi có khi lấy lưỡi liếm luôn. Già mà quý vị đừng có nói cái đó, đi văng ra mà nhiều bà cụ già không biết, bà còn bóc khăn văng bỏ vô miệng mới ăn kìa, chứ đừng có nói. Cũng là một thời tuổi trẻ như mình, nhìn từ chỗ này những đức nói chúng ta hơn thua đấu đá làm cái gì cho nó mệt đi. Nó thật sự luôn á, cái cảm giác mà bây giờ mỗi ngày sống mà làm những việc ý nghĩa này là quá mừng rồi. Nên tại vì sao mình nhìn thấy rõ ràng hết trơn, bản thân những đức bây giờ nói gì danh lợi những đức đâu có thiếu đâu quý vị, không có thiếu đâu. Nói gì tình cảm của người mà dành cho những đức thì rất là nhiều, không có thiếu tình cảm của người dành cho mình luôn á. Nên những đức nói rằng cái hạnh phúc lớn nhất mình sống mà mình cảm giác rằng được bao nhiêu người thương yêu mình, đó là cái hạnh phúc lắm đó quý vị, rất là hạnh phúc luôn á. Tại vì sao? Bây giờ mình sống mà ai người ta cũng ghét mình, mình đi đâu mình cũng cầm dao, cầm búa theo, cầm súng theo, thì bản thân mình có gì đâu mà hạnh phúc quý vị. Đi đâu cũng có bây giờ vệ sĩ bảo vệ đi theo, vì có gì đâu mà hạnh phúc. Bây giờ bản thân mình làm những việc này, ai muốn giết mình thì giết đi, làm gì cho sợ đi. Mình có làm gì ai đâu mà mình sợ người ta giết mình. Nên có khi mà những đứa đi chạy xe một mình đâu, công chuyện đi mình đâu, chạy qua chạy lại, có nhiều người nói thôi thầy đi đâu có hai ba người đi theo. Nó trời ngày xưa mà té ạch chó không liếm tay nó, mà bây giờ mà làm cái gì mà bản thân mình nó phong trần rồi quý vị ơi, nó quen rồi. Có người mà quý vị thấy lễ lọc không, tại mấy anh em mấy ông tự sắp xếp thôi, chứ bản thân của những đứa cứ lang thang đi mình vậy đó, thích đi vậy đó. Tại vì mình cuộc sống mình thấy có cái gì đâu quý vị. Thật sự mà nói bây giờ mình có điều kiện gì đi chăng nữa mình cũng nuôi các cụ thôi. Mỗi ngày những đứa cũng Iran vậy, những đứa nói bây giờ lễ lọc có nghỉ bao nhiêu ngày, Tết nhất gì, cái gì đi chăng nữa thì những đứa cũng là làm việc cho quý vị, thấy rõ ràng không? Đi đâu đâu, đi chơi ở đâu gì đi đâu chứ. Thì ngày nào cũng là gì, y áo gì, đồ gì, Iran, lễ lọc gì hay là ngày Tết gì, cũng là đồ vậy thôi. Cũng là gì, mục tiêu là ngủ người ta về rồi lo cho người ta, rồi hướng dẫn người ta tu. Dù người ta có cúng được chút đỉnh đi chăng nữa thì cũng nuôi mấy đạo tràng, chứ làm gì giờ đó. Nên đây là cái điều mà nhà Đức thấy rõ ràng là bản thân mình mừng thì là mừng khi mà cuộc đời mình bây giờ mình sống những ngày tháng như vậy. Nên những đức nói rằng á, nếu như mà hiểu ra quý vị sống có không đến nỗi khổ quá đâu quý vị, vì cái cuộc đời mình á chỉ mấy buổi cơm này thôi, nhưng mà chúng ta khổ ngay cái gì, lo cho cái ngày mai không à. Quý vị hay bình tĩnh mà suy nghĩ cho kỹ, nghĩ không ra thì cố gắng gác chân lên trán mà nghĩ. Không có sao đâu, dù hiện tại bây giờ chồng mình có sao, mình bỏ để lại cho mình 4-5 đứa con mình nuôi, yên tâm thì không có sao chứ nghe. Cứ lo đi, không có sao chứ. Nó vẫn sống bình thường, nó vẫn đi học bình thường, không có cần gì bận tâm tới chứ nè. Tại vì nó có phước có phần là đừng có lo, đừng có sống phiền não, đừng có buồn, đừng có bận tâm cái ngày mai, đừng có nghĩ mai mốt con mình lớn lên nó thua suốt người ta. Quý vị đừng có nghĩ như vậy. Cuộc đời những đức nè, thả trôi thả nổi, bỏ đại bỏ càng. Cuối cùng như đức đi đến ngày hôm nay, quý vị coi có ai mà tự nhiên nghĩ thì đức đi ngày hôm nay, đúng không? Đó, cái này là 100% luôn á. Yên tâm đi, con người đến với cuộc đời này phước phần có sẵn hết chứ. Con quý vị đứa nào cũng có phước có phần có sẵn hết. Đừng có bận tâm, đừng có nặng gánh, đừng có để trong tâm những cái lo âu nặng nề. Mà quý vị hãy sống cho đặc biệt, gì quý vị là cái gốc để phát triển cho con quý vị. Nên mình học Phật và mình hiện tướng sao mà mình thấy mình nó an lạc, nó vui. Nên quý vị coi bây giờ cái câu này rất là hay nè.
đất nước hùng cường, phồn vinh, thịnh vượng nằm trong giáo dục. Cái giáo dục là cái cực kỳ quan trọng nha. Quá quan trọng. Đó. Mưa thuận gió hòa lại nằm trong đức nhân. Nên ngày nay mà chúng ta mà ngay ngày dỗ tổ Hùng Vương mà chúng ta tổ chức một cái chương trình này, quý vị thấy rất là ý nghĩa. Tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên. Bây giờ quý vị cứ nghĩ rằng bây giờ quý vị làm cha làm mẹ nè. Quý vị làm cha làm mẹ, quý vị nghĩ ra đi. Quý vị làm cha làm mẹ, quý vị có thấy rằng là quý vị vui nhất là khi thấy con mình hạnh phúc không? Đúng không? Nên quý vị bây giờ mà hạnh phúc, mà sống tốt, sống có ý nghĩa, sống có đức nhân, thì ông bà tổ tiên quý vị sẽ mừng chứ làm sao. Rõ ràng mà. Đó. Đó. Nên mình được dự cái buổi nay nè, dù là số lượng một số Phật tử cũng bận, ta không đi được. Vậy lấy quay thứ bảy chủ nhật nữa rồi. Thứ bảy chủ nhật này đông nha. Mà đợt này thứ bảy chủ nhật á, khăn những đứa đặt 10,000 cái. Nhưng mà nó về chỉ có 4,000. Thật sự mà nói, không phải là quý vị đặt đồ ai cũng mà. Cái người đó cũng có bản lãnh đem đồ lại cái số lượng cho chùa mình được đâu quý vị. Như những đức mà đặt máy niệm Phật mà dịp lễ rồi này kia, là nó có một người, cái người ở Việt Nam mình, họ phải liên kết với máy bên kia, nó mới được gì đó chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu. Còn cái đợt mà 30,000 cái khăn là những đức phải nhờ cái anh này. Vì anh này anh làm việc tương đối là ảnh sát luôn, nên thì mới có thể. Còn có những cái nơi người ta buôn bán nhưng mà người ta chưa đạt tới cái trình độ gì đâu. Tại vì khăn này đa phần đặt cái số lượng của chùa mình đó là đặt tại gốc bên nước ngoài. Đúng không? Nên không phải đơn giản. Tại vì đường xá bây giờ rồi, thêm cái nữa là họ cũng muốn có để họ bán cho mình chứ. Nhưng mà họ cố gắng, họ cũng sợ như những đức mà những đức khi đặt cái gì những đức nói rằng nếu mà ngày đó không có thì ba thì tất cả hàng đó quý vị tự dùng hết đi. Những đức vậy đó, không lấy luôn á. Nên đó, người ta cũng sợ lắm chứ quý vị. Ban đầu những đức đặt này những đức nói thẳng vậy mà. Nói thẳng luôn. Thì quý vị biết rằng là mình cũng mong có để tặng cho người ta chứ, trong lòng mình đã hứa mà, phải làm. Nhưng mà 4,000 cái mà chủ nhật tuần này thì những đức nghĩ rằng là một là đủ với hai là thiếu chứ không bao giờ dư. 4,000 là đủ với thiếu chứ không dư. Nên tùy mỗi người đi đến mà ngồi vị trí thì sao mà phù hợp. Hiểu không? Nên không, thì ví dụ như chùa mình tặng một món quà gì người ta cảm thấy người ta đều có thể mua được thoải mái hết quý vị. Nhưng mà đi đến chùa, nhà chùa tặng một món quà, nó cảm thấy rằng là đó là như một cái món quà mà cái lộc của chùa người ta thích đó quý vị à. Mà ngày Phật đản mà 30,000 cái thì chắc chắn là chắc không thiếu đâu. 30,000 cái thôi, không thiếu. Mà chuyến này nghe Phật đản nha quý vị, Phật đản chuyến này là một cái đèn bông sen, một cái khăn luôn. Quà này cũng xịn sò đúng không quý vị? Nhà đức nói là từ bây giờ, từ khi là bản thân những đức là không có điều kiện làm thì thôi nghe. Nhưng mà những đức nói rằng là mỗi một lần những đức tổ chức một chương trình lễ nhất định sẽ có một món quà tặng cho quý vị. Không, những đứa thấy cái điều này nó vui quý vị ơi. Vui mình mà vui người. Vui mình mà vui người luôn. Thấy không?
Cho nên là anh về chùa mình lúc nào người ta cũng có nụ cười nhiều. Bữa đó cái cô kia cổ làm mấy tấm hình, mấy tấm hình to lắm. Nhưng nó nói thôi mấy tấm hình to này ngày chủ nhật đồ mình đừng có dùng, tại vì không khéo á nhiều người phía sau người ta bị phiền não, che lại người ta muốn nghe giảng, người ta không nghe giảng được. Nên quý vị biết rằng trong cái thời cuộc này thì chúng ta quý thích nhau thì nó cũng tốt, nhưng mà ta thấy mình quý thích nhiều quá người ta cũng ghét. Nó không đơn giản như vị nghĩ đâu quý vị. Nhưng mà mình sống trong cuộc đời này bây giờ không lẽ chúng ta tối ngày chúng ta cứ bị những cái dư luận hoặc những cái điều mà thương ghét nó buộc ràng mình hoài, mình sống làm sao? Không? Nên những đức thấy rằng là bây giờ con người ta nó đụng ai mà nó không chữ. Giống cái thời cuộc này là cái thời cuộc nó chửi nhau mà sống hay sao quý vị ơi? Giống như mỗi ngày chửi nhau mà sống á, bụng ai cũng chửi, chửi tá lạ anh Bình, thấy không? Nên bản thân mình mà ngày nào mình sống mà mình cười được là cũng mừng, thấy không? Cười được là cũng quá mừng rồi quý vị. Nên quý vị làm sao nghe từ bây giờ mình học Phật, mình sống cho đến hết cuộc đời của mình, dù cho trong cuộc đời mình có gặp những cái sự trở ngại khó khăn gì, hay bị người ta gạt, hay bị một sự cố gì bất chợt đến với mình, bây giờ mình học Phật mình hiểu nhân quả rồi, bây giờ dù cho trong gia đình mình có những người còn rất khỏe, còn rất trẻ, hay chồng hay vợ hay con gì bất chợt tự nhiên, cái họ tự nhiên họ bất đắc kỳ tử họ đi, chúng ta đều là nhận thức được cuộc đời này nó vô thường, nó đến bất chợt lắm quý vị, đúng không? Nên những đứa in một cái bức tranh trong cái phòng những đức bây giờ, những đức in tranh núi non, rồi in tranh xe hoa sen, những đức dán đầy phòng. Những đức bước vào phòng những đức giống như là một cái vườn hoa vậy, như một vườn hoa vậy quý vị, mà nó rất là rẻ, tại vì nó là tranh da, tranh dán bình thường thôi, cái một cái tranh lụa rồi dán bình thường thôi quý vị. Những đức dán xung quanh mà là nó trở thành một cái căn phòng phong thủy, rồi là tự nhiên mình bước vào mình cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng. Mình mong là rèn cái tâm trạng mình nó phải cực kỳ nhẹ nhàng luôn, lúc nào cũng cảm thấy mình phải vui, thấy không? Nên quý vị nhớ là từ bây giờ cho đến khi hết cuộc đời mình đã học Phật, mình hiểu sâu nhân quả, thiệt đó mình sẽ không bao giờ hận ai mà để trong tâm. Nhắm mục tiêu này để làm, nếu mục tiêu này để làm, dù bây giờ mình có la gầy ai, mình có nói ai cái gì đi chăng nữa, xong rồi mình quên mất tiêu. Có nghĩa là niệm niệm mình không có ác ý với ai cả. Nếu như quý vị mà làm được điều này nghe quý vị, những đứa nói rằng trong cái cuộc đời quý vị sống, cái sự an lạc mà quý vị có được đó, những đứa nghĩ rằng chính bản thân quý vị sẽ tự biết, chắc chắn luôn, chính bản thân quý vị sẽ tự biết. Cái bữa đó những đứa gặp một cái cô này ở ngoài Hà Nội có vô, dẫn theo một người em ấy. Em của cô thì ông bị bệnh, rồi cô thì cô lúc trước cô nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng pháp niệm Phật, sau này thì nghe mấy vụ cấm gốc á, thì cô lại chuyển qua học Đệ Tử Quy. Rồi khi cô học Đệ Tử Quy xong, cô nghĩ niệm Phật luôn, lo học Đệ Tử Quy không à. Rồi cuối cùng thời gian cô quá trời phiền não luôn, và cô gặp những đứa, cô nói rằng là khi cô học Đệ Tử Quy thì cô làm có được, mà con cô bây giờ sao nó quá trời bất hiếu, mà nó cũng đi học Đệ Tử Quy. Không phải Đệ Tử Quy dạy bất hiếu, mà là lạ thay là làm không được, rồi tự nhiên bản thân mình thấy mình không có cái làm được, rồi bây giờ mình thấy mỗi ngày mình giống như nhồi nhét, cái tự nhiên mất tính tâm luôn. Rồi Đệ Tử Quy thì không làm được, mà niệm Phật thì cũng không niệm luôn. Rồi cuối cùng thì cậu có nhân duyên, cậu nghe được mình giảng. Khi cô nghe được mình giảng thì cô lấy thời khóa công phu lễ Phật, cô dụng công. Và mỗi ngày cô nghe những đức giảng,
cô gầy dựng niệm Phật, cô buông xuống hết, thì cô có được sự an lạc. Cô vô cô thì cô gặp những đức, cô cảm ơn. Sẵn đưa người em cũng bệnh một bên, nó mỏi mỏi cái chân nè, tự nhiên cái chân nó đau suốt à. Xong rồi những đức đưa bên đạo tràng ba tu bên đó. Thì vị biết rằng là những đức nói rõ ràng không, trong cái thời cuộc này văn tự nhiều không có làm được đó. Bởi vì Ấn Tổ ngày nói câu dạy nhân quả nó rất quan trọng. Còn ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân ngày nói một câu rất hay: ba đời chư Phật đều dạy đoạn ác tu thiện. Nhưng quý vị hãy bình tĩnh nghe câu này để ý. Ngài nói rằng thời cuộc bây giờ con người người ta thường đoạn thiện làm ác. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không có giảng một công đoạn, ngài nói một câu rằng chúng sanh ở cái cõi Diêm Phù Đề này, ý niệm vọng tưởng mỗi ngày của họ là địa ngục. Mỗi người chúng ta bình tĩnh suy nghĩ nghe quý vị, đa phần chúng ta đều mang một cái tâm là chỉ biết mình, ít biết người khác. Dù là bản thân mình đã học Phật, mình biết mình, không biết người khác. Chỉ cần ai động đến mình, ai nói đến mình, chúng ta sẽ tức khắc hẳn người đó, hẳn người đó. Đó, ý niệm vọng tưởng của chúng ta đều là địa ngục. Nên từ nơi đó mà đáng sợ thiệt. Nên bây giờ chúng ta không phải là người ta học Phật mà mình kêu người ta đi ngốc hết đi. Nhưng mà những đức thấy rõ ràng chính bản thân của những đức học càng ngày càng vui là do những đức không cần phải biết nhiều quá. Phải chi mình biết nhiều mà mình thông cũng được. Cái này mình biết nhiều mình không thông. Nhiều người á là họ đưa cho mình cực kỳ khó là vì sao? Vì họ biết nhiều quá nên họ đưa mình quá nhiều. Cuối cùng mình không làm được luôn. Không biết cái định hướng nào để làm luôn quý vị à. Rồi bây giờ quý vị coi nè, có khi mình đi đến một cái ngôi chùa, một cái thời khóa tu một tuần, một ngày hai ba người giảng cho mình nghe, mỗi người đưa cho mình một tư tưởng. Cuối cùng một tuần lễ sau chúng ta đi về, chúng ta sẽ gặt hái rất nhiều tư tưởng đem về. Nhưng cuối cùng chúng ta không biết lấy cái tư tưởng nào để chúng ta áp dụng trong cái cuộc đời của mình. Nên những đức nói với quý vị nghe, mình rất là mừng là bây giờ mình học Phật mà mình vẫn có một phương pháp tu, bởi vì vẫn áp dụng một phương pháp tu, bởi vì vẫn có mục tiêu niệm Phật để sanh cực lạc. Những đức nói với quý vị quá hạnh phúc rồi, quá hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Quý vị biết rằng là những đức thấy một cái vị này giảng rất nổi tiếng, rất hay luôn, nhưng mà những đức nói với chú Tâm Nhiên, những đức nói một câu: trời, cái vị này mà nếu mà ông này mà ông đem pháp môn niệm Phật mà ông giới thiệu cho người ta thì chúng sanh lợi ích biết nhiều, nói trời chúng sanh lợi ích quá. Nghe không? Đó, quý vị coi bây giờ nè, quý vị nói chuyện, quý vị chỉ cần dùng cái câu trời trời này thôi cũng có người bắt bẻ rồi đó. Có nghĩa là lạ thay là nguyên một cái buổi giảng người ta không quan tâm để ý tới cái quan trọng, mà chỉ cần một cái câu gì nó hơi lệch chút thôi là bắt đầu là người ta bắt ngay câu đó. Bởi vì bây giờ nhà nước dùng cái câu chàng nó nhiều, đổi câu chờ đó quý vị. Chàng ơi, thấy thấy không, đáng thương cho người ta không? Nguyên một buổi giảng á, nếu mà để ý ra có nhiều câu rất là hay, cực kỳ quan trọng luôn. Nhưng mà là ngộ thôi, những câu hay, những câu quan trọng họ lại bỏ qua. Họ chờ có cái câu gì mà hớ, câu gì của người ta hớ. Lạ đó quý vị, câu gì mà ta hớ. Nên mình là ông thầy mà mình mà chỉ cần tức lên ra là tìm câu hớ, cắt câu hớ liền. Nhưng mà quý vị coi, ví dụ như có cái vị này, ông là tiến sĩ, ông giảng pháp, mà ông bị chửi nhiều quá, ông tức, ông lên ông chửi, ông chửi nó mắc dạy, nó cắt ngay câu mắc dạy nó đưa lên. Quý vị coi kinh khủng không? Mà ông giảng rất là nhiều buổi giảng, mà chỉ cần nó chửi ông quá, ông tức quá tức rồi, ông lên ông nói một câu nó mắc dạy, chỉ có một câu thôi, các câu mắc dạy đưa lên. Chứ con người ta, vì coi bây giờ mình nói nè, lạ tai người ta là đang giúp mình, nhưng mà thật sự mình là phàm phu, khi mình cũng không kiềm chế được cái tâm. Chứ ngoài đời mà nó chửi ba mày, má mày, mẹ mày, nó chửi tá lả âm binh, sao nó mỗi ngày nó không cắt đi, nó nhiều quá còn cắt cái gì nữa. Còn người ta quá ít thì nó đi gà còn hơn la bàn.
Thì thấy không? Còn nguyên một cái buổi giảng cực kỳ quan trọng, có những câu rất hay thì không chịu cắt đâu. Thì đúng rõ ràng cái tâm chúng ta chỉ nhìn được ghẻ với ung thư được không? À, bởi vì quý vị coi cái xã hội này tại sao càng ngày càng ung thư nhiều, càng nhiều càng nhiều loại bệnh xuất hiện. Quý vị đi nhìn ghẻ ung thư mà kêu không ung thư với ghẻ. Nói quý vị coi bây giờ con người chúng ta càng ngày càng nói mục nhiều. Nào là nói mục, nào là ngứa ngáy, nào là bị lát lông ben, nào là hôi nách tùm lum tùm la hết trơn. Bây giờ cái tâm như vậy mà kêu nó không hôi thì sao mà được. Phải chi mà quý vị mà nhìn được cái tốt là người quý vị đỡ hôi đó. Tôi nói thiệt chứ tôi nói tôi không phải nổ chứ ngoài đời tôi là chúa hôi nách. Quá nổ luôn quý vị. Nổ cái này chắc không ai dám chê luôn. Chúa hôi nách luôn. À. Mà bây giờ mà quý vị coi đâu có hôi gì bao nhiêu đâu. Hiểu không? Vậy đó nghe mà nhiều bà cũng ghê lắm nghe. Nói vậy đó, vậy mà bữa đó có bà đâu, bà đi nghe mới nói ai mà biết. Xong dẫn Đức nói á, bản thân mình cũng vui thiệt. Nhưng Đức nói nè à. Thì bà nói câu đó là hiểu rồi quý vị. Thấy chưa? À này cũng ghê, cũng mệt ghê. Thấy chưa? Hiểu không? Nó nên đó quý vị chứ cần nhìn vậy là về cái mặt trái vì học để bị biết. Tại sao con người bây giờ lại nhiều kiếp nạn? Mấy vị thấy không? Tại sao con người bây giờ rất nhiều kiếp nạn? Cái nguy hiểm của con mình nhất là gì? Khi thở ban đầu quá nhiều văn tự nhồi nhét, sau này có chừng con mấy vị sẽ nằm vào cái dạng người đó đó. À, họ ngồi mà bắt bẻ quý thầy quý sư cô mà họ nói thao thao bất tuyệt luôn mấy vị. Là mình biết rồi, đây là cái dạng mà phù phiếm không hành trì nè. Bây giờ quý vị coi, bây giờ ở đâu mà mình đi quơ đũa cả nắm. Con người sống trong cuộc đời này, đời đạo gì cũng có thiện và ác chứ. Đã mang cái cõi ta bà này mà bây giờ hoàn toàn thiện cũng không được, hoàn toàn ác cũng không có. Nó có thiện có ác. Nhưng mà bản thân của mình, cái tâm mình đi đặt ngay cái chỗ ác không, đặt ngay cái điều sai không, thì bản thân mình về sau con cháu mình sao? Rồi con cháu mình nhìn ông bà cha mẹ của mình hành động đó rồi sao? Mình mà làm như vậy sao này con cháu mình nhìn mình sao đây? Rồi bạn bè của con cháu mình nói ông bà mày tàn thì sao, làm mấy cái chuyện gì kỳ cục. Mỗi ngày ở không đâu mà đi làm mấy cái chuyện kỳ cục với chàng. Con người người ta không có ai mà ở không đâu mà đến mức mà làm cái chuyện tào lao đó đâu quý vị. Giỏi lắm thì người ta có một hai buổi người ta tức người ta bình luận thôi. Chứ ngoài ra ai đâu mà ở không mà ngồi mỗi ngày đó mà. Mà đi cắt xén từng chút mấy cái việc đó mà làm cái la bàn mà đi gà, mà gà toàn là ngay ung thư với một nhọt không quý vị nghĩ đi. Đúng là đáng thương thiệt. Mình coi cái mình nói công nhận thì ra là rõ ràng. Bây giờ mà nào là ung thư, nào là hôi nách, nào là ghẻ chốc, nào là một nhọt, nào là đủ thứ loại bệnh. Thì ra tướng do tâm sanh quý vị ơi. Tướng do tâm sanh. À, quý vị, những đức khuyên thì 100%. Nếu là Phật tử mà những đức hướng dẫn, những đức nói nếu là Phật tử những đức hướng dẫn, những đức tin chắc quý vị sẽ không bao giờ làm những việc này. Chắc chắn quý vị luôn, không bao giờ quý vị làm những việc này. Bây giờ có những người nói là thầy điều chỉnh lại đi chứ, cái chánh điện giảng pháp mà đâu phải là cái sân khấu ca nhạc đâu, mà họ hà họ vơ đồ cái này cái kia. Những đức nói trong cái thời cuộc 4.0, con người người ta cần có nụ cười, có niềm vui, mà khi tỉnh táo rồi người ta mới nghe được Phật pháp. Không? Bây giờ những đức hỏi quý vị, nhìn như thanh tịnh mà ngồi ngủ, với vui vẻ mà tỉnh táo thì chọn đi. Vui vẻ vẫn ngon hơn, vì vui vẻ nghe được quý vị.
Còn nhận thức thấy có nhiều mà người ta giảng ngồi dưới nó ngủ. Ví dụ như đi, có những người giảng, người ta giảng rất trầm nhưng mà cũng rất là vui quý vị. Rất là vui, chứ người ta không đến nỗi fan hâm dọa như mình. Nhưng mỗi một người đều có một nhân viên khác nhau. Mọi người đều có nhân viên khác nhau quý vị. Thì rõ ràng quý vị thấy trong cái thời cuộc này mình làm cái gì không được thì ta nói không được cái gì chứ cũng đi làm. Còn làm mà được nổi bật lên thì ta nói mai mốt gớt bây giờ. Ôi sao sao chúng ta mỗi ngày cứ đi chờ đợi những ngày vậy không người ta. Bây giờ thí dụ như mình chờ đợi vậy thì người ta được 1 năm hay 10 năm sau. Bản thân mình đi chờ đợi 10 năm sau, cuối cùng mình không được cái gì, người ta đã được 10 năm. Đúng quý vị, ta được 10 năm rồi. Nên những đức nói rằng sống trong cái hiện tại là ngày nay là đúng là một cái ngày đẹp nhất. Ngày nay đẹp không quý vị? Không, ngày nay trời cũng mát nghe. Thấy trời ở ngoài dịu, không có nắng. À, tại vì chắc mình đây mình nhớ đến ông bà tổ tiên. Quý vị coi, chúng ta gặp nhau và ngày nay ngay ngày dỗ tổ vua Hùng. Thì bây giờ ngày nay quý vị thấy chúng ta nãy giờ ngồi toàn là khuyên nhau điều tốt. Chứ trong nhà bếp cũng giờ này cũng đâu có giết con heo nào để đãi quý vị đâu. Đúng quý vị. Những đức tin chắc rằng nếu như những đức là tổ tiên của người ta thì trong lòng những đức đang ở đâu, những đức sẽ nhìn xuống, những đức nói các con làm đúng đó. Nên cái câu mà ở ngoài đời người ta không tu, người ta cũng nói là ông trời có đức hiếu sinh. Hiếu là thương quý vị. Thì bây giờ ngày nay chúng ta tập trung về mình là con cháu của ông bà tổ tiên. Thì bây giờ mình tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên thì bản thân mình nãy đã niệm Phật 20 phút rồi. Rồi giờ những đức đem những điều mà sống làm sao lành mạnh trong cuộc đời để chia sẻ cho vị nghe. Để vị sống trong hoàn cảnh nào thì sống cũng tốt. Rồi chúc mình niệm Phật 20 phút nữa. Rồi mình ra mình phóng sanh cúng thí thực, mình hồi hướng cho ông bà tổ tiên mình. Rồi chúc con cháu chích chí chét này mình ra nhà ăn mình ăn cơm. Rồi xong mình đi ngủ. Được rồi, còn gì quý vị? Quý vị coi rồi chút rồi, ví dụ như bây giờ bữa nay mình đi đến đây thì ngày nay cũng là ngày nghỉ lễ đi. Thì bây giờ mình tổ chức, mình ăn cơm xong mình đi cái đi về. Ai ở thì tùy. Nhưng mà mình đi về để mình coi có những người có chồng, đồ có vợ. Tại vì mình nghĩ mình đi được nửa buổi. Nửa buổi thì mình dành cho gia đình mình ngày lễ. Thì cũng đúng quý vị, thấy không? Tu hành mà mình phải cân bằng chứ. Đó. Cân bằng. Nên 30 tháng 4, 1 tháng 5 đợt này nghe. 30 tháng 4, 1 tháng 5 đợt này là chúng ta cái ngày lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 ngày này quý vị nên cái chương trình nên lớn. Tại vì sao? Vì 30 tháng 4, 1 tháng 5 mình như mình tổ chức cái chương trình này giống như là mình tưởng nhớ đến anh hùng liệt sĩ. Nghe không quý vị? Những đức mà lâu lâu coi phim tư liệu, mình nhìn thấy bây giờ chúng ta được ngồi bình yên gì? Bao nhiêu giọt máu, bao nhiêu cái tay, cái chân, cái đầu rớt xuống. Chiến tranh tàn phá, bao nhiêu con người chết nằm xuống để mà giữ được sự bình yên của chúng ta làm gì? Nên sự hy sinh nó không đơn giản đâu. Ví dụ như bây giờ ngoài đời thì người ta ngày đó người ta thắp nén nhang để tưởng nhớ thôi. Bây giờ chúng ta là người học đạo, mình phải làm một cái gì đó để mình về mặt tâm linh mình hiểu mà. Có khi người ta bây giờ cũng chưa siêu thoát. Nên bản thân chúng ta phải làm một cái gì đó. Nên buổi tu tập nào cúng, những đức cũng nói hồi hướng cho chiến sĩ chặn vong và đồng bào tử nạn. Nào, lúc nào cũng ngồi hước gì. Nếu mà nằm trong cái cảnh giới cô hồn khổ lắm quý vị. Nằm trong cảnh giới cô hồn rất là khổ. Mà quý vị biết rằng thân chung ấm á, Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày có giảng một công đoạn mà về nhạc phi á.
Nhạc Phi là bậc danh tiếng mà Trung Quốc ái quốc, là bên nước khác. Nhưng quý vị biết rằng, và Tường Tịnh Không này nói rằng là Hương Linh nhập sát vào nói rằng Nhạc Phi bây giờ vẫn còn đánh giặc. Tại vì sao? Vì cảnh giới thân chung ác. Hai bên đi đã mắc rồi mà có nhà ngoại cảm ta cũng nói. Những người mà ngày xưa đánh giặc chết đi, bây giờ người ta vẫn còn đánh. Tại vì hai bên chết rồi người ta vẫn còn chấp. Cuối cùng vì vận gọi là đánh vì mặt âm binh quý vị. Âm binh hiểu chưa? Vẫn còn đánh. Vẫn có giống như lãnh đạo đồ để đánh nhau, ghê không? Họ chưa siêu thoát. Cái tâm tình chấp của thân chung ác ghê lắm, khó lắm. Mình học Phật mình biết mà. Có những mà người ta mất đi mà vài trăm năm người ta vẫn còn tình chấp vì con cháu. Nên gia đình mình mà nghe pháp niệm Phật hay lắm. Chúc quý vị an lạc vị ơi. Mười giờ rưỡi luôn. Thôi chắp tay hồi hướng nghỉ. Nhanh quá. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Hôm nay chúng ta tổ chức khóa tu ngay ngày Dỗ Tổ Hùng Vương. Chúng ta nguyện đem công đức niệm Phật, nghe pháp và phóng sanh công đức thực này, nguyện hồi hướng cho ông bà tổ tiên của chúng ta trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp thì được thừa hưởng những cái công đức này mà được siêu thoát, và tất cả hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai và những người trong gia đình mình mắc chưa được siêu thoát. Quý vị nhớ cái câu là âm siêu thì dương lợi. Tin y mình hồi hướng cho cái người đã mắc, cầu cho họ siêu thoát. Nhưng người mắc mà siêu thoát thì người sống được bình an. Nhớ kỹ nghe, nói âm siêu dương lợi là gì. Nên đã khi mà cầu nguyện cho người mắc được siêu thoát thì cũng như mình đã cầu an cho người còn sống. Mình luôn luôn có cái tâm vậy quý vị. Nên là chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an trên đầu Hòa Thượng, và cầu an cho toàn thể đại chúng, và cầu an cho tất cả chúng sanh ở quả địa cầu này được bình an. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cổ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em chúng ta trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, và tất cả những người mắc chưa được siêu thoát, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, và tất cả những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới đều được thừa hưởng những công đức này mà thần thức sự sáng suốt tỉnh táo, nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã tiên tí như cung tự thực biến thập phương, nhất thiết Phật tự gần nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiệt, ngà đặng dự Phật từ giai cộng tầm Phật đạo, như đặng ngộ tình chung ngã kim thí như cung thử thực biến thập phương, nhất thiết hộ tình cộng nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiệt, ngà đặng dự hộ tình giai cộng tầm Phật đạo, như đăng cô hồn chung ngã kim thí nhờ cung nhật tiết cô hồn cầu nguyện dị tự công đức vô cập mơ nhật tiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo, án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà việt nhật ra hồng, tam bà và việt nhật ra hồng, gia trì chú thực diệu giả đa
biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong động vào tự nạn ơi, tập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ, Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhiều người phụ nữ chúng ta khi mang nghiệp phá thai, vì nhớ có những người mang nghiệp phá thai, người ta chỉ mình cúng cái này cúng cái kia để cầu siêu, không có cái cúng nào bằng chính quý vị thông được cái tâm nghe pháp và niệm Phật. Đây là cái quan trọng nhất. Khi mình mang nghiệp phá thai thì có khi sanh những đứa con nó bất hiếu, nó ngỗ nghịch, nó kênh với mình, chửi mình. Nhưng mà do cái tâm mình nghe pháp, mình hiểu nhân quả, mình thông được cái tâm. Khi thông được cái tâm rồi thì lúc đó mình niệm Phật. Nghĩa là nếu như mình nghĩ mình nghe pháp rồi mà mình sợ, rồi mình cứ nghĩ tới chuyện phá thai mình sợ, thì nó làm cho mình tiêu duyên tổn phước mà tăng nghiệp. Còn nếu như mình niệm một câu Phật hiệu, mình nhớ Phật, mình niệm Phật, thì nó tăng phước duyên mà nó nghiệp thì tiêu. Nên nhớ Phật là hay nhất. Nên cái cách mà nghe pháp để thông tâm, thông được cái tâm là hiểu định lực nhân quả, hiểu được mình làm sai rồi mình phải chịu quả báo thôi, phải chấp nhận trả thôi. Rồi lúc đó mình thông cái tâm nghe pháp niệm Phật, thì đây là cái cách mà hóa giải nghiệp quan gia và cầu siêu cho thai nhi hay nhất, đặc biệt nhất. Không có cái cách nào mà bên ngoài mà bằng đâu. Chỉ ngay nội tâm mình, giống như bù phiền là ngay nội tâm mình mở ra. Cái gì mình đã bỏ ri vô thì cái đó mình phải lấy ra thôi. Cái nguyên lý nó là như vậy, chứ không có ai mà lấy ra giùm mình được. Giống mình buộc thì tự mình mở. Nhớ kỹ. Vậy thì quý vị sẽ an lạc vui vẻ. Thì lúc đó quý vị biết rằng là sự tu tập của mình có kết quả, khi quý vị vui vẻ an lạc. Nhớ. Chúng ta phóng sanh quý vị. Nhớ công đức phóng sanh này rất thù thắng. Nên những người ung thư, bệnh đau, bệnh này bệnh kia mà cứ rề rề suốt, không có thuốc gì trị được hết. Nhớ.
bác sĩ cũng chạy. Quý vị nên phát tâm ăn chay trường mà phóng sanh niệm Phật. Quý vị đừng có nặng nề lo sợ cái chết, vì vui vẻ thì quý vị còn có thể chuyển nghiệp, có sức khỏe nhớ. Nên chúng ta đọc tam quy y xong mình phóng sanh quý vị. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạo quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạo quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạo quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay đi thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi.